Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 270. Chương 2691, thời khắc bình minh, 1. Tư thế hiên ngang, hào phóng sáng tỏ của Hoa Anh cung chủ nay đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy. Khương Vọng giơ hai tay, ra vẻ đầu hàng, điện hạ, có chuyện gì vậy? Hoa Anh cung chủ nhìn hắn, ngươi giải thích cho rõ ràng, luận bàn là thế nào? Khương Vọng nghiêm mặt, luận bàn là cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, động viên nhau để cầu tiến bộ trong học vấn võ công. Nhưng điện hạ tự khai sáng ra võ đạo, đã có phong thái tông sư, là bậc kỳ tài hiếm có, sao lại chừa đường lui cho ta? Hoa Anh cung chủ lạnh nhạt đáp, tranh tài cùng cảnh giới, không nên nương tay. Nhưng hiện tại ngươi là động chân đấu với thần lâm, còn buông tay đánh như vậy, chẳng lẽ muốn đánh chết ta? Khương Vọng thầm than, quả nhiên giống phụ hoàng ngươi. Ta rõ ràng không làm tổn hại đến một sợi tóc của ngươi, sao lại nói đến mức muốn giết ngươi? Hắn vội vàng nói, con đường võ đạo của điện hạ thật đáng sợ, ta nhất thời không chú ý, đúng là khó đối phó. Lần sau nhất định sẽ cẩn thận, hạ tiết tấu xuống, để ta có thêm kinh nghiệm chiến đấu, có thể lĩnh ngộ được thêm. Khương Vô Ưu thở dài, chẳng lẽ muốn ta nói rõ ràng với ngươi như vậy? Hiểu rồi. Khương Vọng gật đầu, ta hiểu rồi. Sử sách ghi chép đúng là không hoa. Khương Vô Ưu tiện tay ném một thanh trường kiếm, nói, thử kiếm thuật một chút. Lời vừa dứt, thân kiếm như cầu vồng. Kiếm trong tay Khương Vọng, nhất thời tạo ra kết giới kiếm khí vô tận. Tựa như côn trùng xa lưới nhện, hươu nai xa lầy, không cách nào thoát thân. Kiếm khí ngập trời, biến hóa thành vô số kiếm chiêu, liên tiếp đánh tới. Khương Vô Ưu vung kiếm đón đỡ, thân hình thoát ẩn thoát hiện, kiếm trong tay như múa, thi triển ra kiếm thuật chân truyền của Hoàng thất Đại Tề. Eo thon như cung, kiếm tựa dây cung, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Phía sau nàng, đuôi ngựa cao ngất cũng theo thân hình mà lay động, tựa như roi thần sấm sét. Ngắm nhìn nàng chiến đấu, chính là một loại hưởng thụ. Sức mạnh và vẻ đẹp được thể hiện một cách hoàn mỹ trên người nàng. Bất kể kiếm chiêu nào ập tới, nàng đều có thể dễ dàng hóa giải, phân tách chính xác. Đối mặt với kiếm khí vô tận, nàng cũng đáp trả bằng sự vô tận. Không chỉ như vậy, mỗi lần đánh tan kiếm chiêu, nàng đều lưu lại một vệt kiếm trên không trung. Ban đầu còn khó nhận ra, nhưng theo kiếm chiêu ngày càng nhanh, vệt kiếm càng thêm rõ ràng. Lấy mỗi lần giao phong làm bút lông, vô tình vẽ nên một bàn cờ giữa không trung. Đường ngang dọc dựng đứng, trong nháy mắt bùng nổ, một mảnh trắng xóa. Từng đạo vệt kiếm mờ nhạt kia, giờ phút này lại như mũi kiếm sắc bén, lấy nàng làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh, chém nát tất cả. Kiếm khí ngập trời, trong nháy mắt bị quét sạch. Kiếm thuật thật lợi hại. Nhưng kiếm khí công kích nàng phải đối mặt, cũng không đơn giản như vậy. Bên này diệt, bên kia lại sinh. Trong khoảnh khắc thiên kinh địa vĩ nhất kiếm phá địch, chém ra một khoảng trống ngắn ngủi, Khương Vô Ưu nhìn thấy rõ ràng. Bên ngoài kết giới, một bên giáo trường, Khương Vọng đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, ung dung bóc đậu phộng. Mà kiếm khí không ngừng sinh ra, không ngừng áp sát, lại một lần nữa che kín tầm mắt nàng. Khương Vọng, Khương Vô Ưu gọi. Kiếm khí đầy trời trong nháy mắt tiêu tán, như chưa từng tồn tại. Chỉ có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Khương Vô Ưu chứng minh cho trận giao đấu vừa rồi. Nàng hất đầu, đuôi ngựa cao vẽ một đường cong rõ ràng trên không trung. Thuận tay ném trường kiếm lên giá, sải bước đi về phía Khương Vọng. Khương Vọng cười nói, ngươi xem, không chậm chứ. Khương Vô Ưu cũng lười tính toán, phất tay, thôi bỏ đi, thần lâm đấu với động chân, chênh lệch quá lớn, giao thủ cũng vô nghĩa. Nàng lại hỏi, ngươi làm cách nào diệt được Trang Đế? Khương Vọng tiện tay đưa một hạt đậu phộng đã bóc vỏ cho nàng, thản nhiên nói, ba điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất, trước khi khai chiến, hắn đã bị ung chủ tiêu hao rất nhiều, ta ghi nhớ mọi chi tiết lúc hắn giao chiến với chân nhân, chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Thứ hai, ta có thể ngắn ngủi chống đỡ công kích trực diện của hắn, bằng hữu của ta cùng ta liên thủ, có thể đối phó nguyên thần của hắn. Thứ ba, lúc động thủ là ở ngoài biên cương, hắn không thể điều động quốc vận, chờ hắn trở về, quyền lực đã lung lay,
ngược lại bị quốc vận phản phệ. Quốc chủ rời khỏi quốc thổ, giống như tu sĩ binh gia không còn quân đội, chính là hổ mất nanh vuốt, huống chi những nanh vuốt này còn quay lại cắn ngược. Nhưng điều khiến Khương Vô Ưu kinh ngạc nhất chính là Khương Vọng có thể ngắn ngủi chống đỡ được công kích trực diện của Trang Cao Tiện, có thể nói đây là nền tảng của tất cả. Chi tiết trận chiến đó ta không rõ lắm. Khương Vô Ưu cầm lấy hạt đậu phộng, ăn vài hạt rồi hỏi, lúc đó ngươi đã có thể chính diện giao chiến với Trang Cao Tiện. Sao có thể? Khương Vọng tiện tay kéo một chiếc ghế, để Khương Vô Ưu ngồi xuống cạnh mình, nói, chỉ là có thể đỡ được hai chiêu mà thôi. Nhưng bằng hữu cùng ta liên thủ, đều có năng lực gây tổn thương cho Trang Cao Tiện, hắn không thể không quan tâm. Cho nên ta chỉ cần chống đỡ được thời khắc mấu chốt là đủ. Kỳ thực sau đó Lâm Tiện và Bạch Ngọc Hà đều không thể công phá được phòng ngự của Trang Cao Tiện, nhưng lúc này cũng không cần thiết phải nói ra. Điều này chính là khảo nghiệm sự phối hợp. Khương Vô Ưu như có điều suy nghĩ, vừa rồi ngươi thả ra linh vực kiếm khí áp chế ta. Hình như sắp ngưng tụ thành tiểu thế giới rồi. Người thường có thể không hiểu rõ sự khác biệt giữa linh vực và tiểu thế giới, nhưng Khương Vô Ưu sao có thể không biết. Từ động chân tiến thêm một bước đến diễn đạo, chính là sau khi thần thức đại thành, dùng nguyên thần xuất khiếu, dung hợp tiểu thế giới, thành tựu pháp thân. Mà đạo thân là bản thể của người tu hành. Nhất định phải dung hợp pháp thân và đạo thân mới có thể thành tựu diễn đạo. Khương Thanh Dương bước vào động chân mới bao lâu? Tính ra cũng chỉ hơn một tháng, vậy mà đã sắp ngưng tụ thành tiểu thế giới. Đối với Hoa Anh cung chủ, Khương Vọng chưa bao giờ giấu giếm, nhưng hắn lại liếc nhìn bà lão nhận được phương thiên họa kích kia. Khương Vô Ưu nói, Mama, người đi nghỉ trước đi. Bà lão không nói một lời, thân ảnh đã biến mất. Khương Vọng phất tay, thiêu hủy đống vỏ đậu phộng thành cho bụi. Ngọn lửa từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó hắn xòe năm ngón tay, đưa đến trước mặt Khương Vô Ưu. Nằm gọn trong lòng bàn tay là một khối cầu màu hổ phách đỏ rực, bên trong hỏa nguyên lưu động, rực rỡ phức tạp. Có chim bay thú chạy, thành trì nhà cửa, sao băng xẹt qua, hoa cỏ lay động. Thật là một bức tranh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh tranh sinh trưởng. Nhãn lực của điện hạ thật tốt, hắn thản nhiên nói, vừa rồi gọi là Diêm Phù Kiếm Ngục. Còn cái này, gọi là chân nguyên hỏa giới. Khương Vô Ưu nhất thời im lặng. Không phải là sắp thành tựu, mà là đã thành tựu. Linh vực của người tu hành phải được thăng hoa đến mức cực hạn mới có thể thành tựu tiểu thế giới. Một tiểu thế giới tràn đầy sinh cơ, có tiềm lực vô hạn mới có thể để người tu hành dung hợp nguyên thần, mới có thể thành tựu pháp thân có uy năng lấp biển rời núi kia. Tiểu thế giới có hai cách hình thành, một là linh vực của bản thân người tu hành thăng hoa đến cực hạn, hai là đi cướp đoạt từ bên ngoài. Hai lựa chọn này không phân cao thấp. Linh vực của bản thân thăng hoa có cơ hội đạt đến mức độ hoàn mỹ, nhưng vạn vật trong vũ trụ cũng có sở thích riêng. Vũ trụ bao la, dung nạp vô hạn khả năng. Mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới mới được sinh ra, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới cũ bị hủy diệt. Không thể tránh khỏi, sẽ có tiểu thế giới bị cường giả cướp đoạt. Giống như mối quan hệ giữa Vũ Vương Tự Kiêu và Trường Sinh Quân của Nam Đấu Điện, bắt đầu từ một tiểu thế giới vô chủ. Sau này trong chiến tranh Tề, Hạ, gã mới mời được Trường Sinh Quân ra tay. Cái gọi là vô chủ này, nhiều lúc cũng không phải là chỉ tiểu thế giới đó không có sinh linh nguyên sinh, mà là không bị cường giả chân chính chiếm cứ. Sự khác biệt giữa người tu hành và người thường là vô cùng to lớn, ngoại trừ hai cảnh giới nội phủ ngoại lâu thường xuyên giao thoa, mỗi một cảnh giới tu hành đều khác biệt một trời một vực. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, khó tránh khỏi xem chúng sinh như kiến hôi. Rất nhiều người đều như vậy. Một khi đã siêu phàm thoát tục, sẽ cảm thấy mình không còn là phàm tục, thậm chí không còn là người. Rất nhiều người tu hành, căn bản không xem người thường là người, huống chi là sinh linh có trí tuệ ở thế giới bên ngoài. Vấn đề này sau khi lật đổ thiên đình yêu tộc vào thời kỳ thượng cổ, đã trở nên rất nghiêm trọng. Nhân hoàng Hữu Hùng thị thời thượng cổ từng nói, nay kẻ siêu phàm ức hiếp người phàm, chẳng khác nào yêu tộc ức hiếp nhân tộc. Mãnh thú còn không giết con, người ta xuất thân từ phàm, sao có thể ngược đãi kẻ phàm, chẳng khác nào cầm thú. Hàn Khuê tiên hiền thời thượng cổ lập ra pháp tắc, chính là vì bảo vệ người phàm. Luật pháp chư quốc hiện nay, tam hình cung chấp pháp, ở một mức độ nào đó, cũng là kế thừa tinh thần pháp gia, nhưng cũng chỉ giới hạn ở hiện thế. Thế giới bên ngoài, thật sự không có mấy ai để tâm. Giống như ngao quỳ cướp đoạt xâm hải nguyên giới, tùy tiện diệt tộc, diệt cũng đã diệt rồi.
Tại sao mọi người đều nói sau khi phạt Trang, Khương Vọng có thể nhanh chóng thành chân? Tại sao Na Lương vừa nhìn thấy chân nguyên hỏa giới của Khương Vọng thì đồng ý 4-1 mà không còn cho rằng đó là sỉ nhục? Bởi vì ai cũng nhìn ra, lĩnh vực của Khương Vọng khi đó đã thăng hoa đến một cảnh giới nhất định, gần chạm đến cấp độ tiểu thế giới. Chỉ cần tiểu thế giới hoàn toàn thành hình, hắn có thể tùy thời thành chân bên trong tiểu thế giới của mình, mượn linh vận để ngưng tụ nguyên thần. Nhưng chân như vậy rất nhỏ bé, hắn chỉ chân bên trong tiểu thế giới của mình mà thôi. Căn bản không tính là chân nhân hiện thế, không cách nào dung hợp với các giới. Một khi tiểu thế giới biến mất, hắn cũng giống như người tu hành thế giới bên ngoài, tiến vào hiện thế sẽ bị rơi xuống cảnh giới. Đương nhiên Khương Vọng ở tam giới, cho dù đi con đường này, cũng nhất định mạnh hơn chân nhân tiểu thế giới bình thường rất nhiều. Nhưng với một thiên tài tuyệt thế như hắn, lựa chọn như vậy có thể nói là thiển cận đến cực điểm. Điều kiện cảnh quốc đưa ra lúc trước là cho hắn làm thái tử Trang quốc, mượn quốc vận để đẩy hắn thành chân nhân hiện thế, đó mới là con đường chính đạo. Nhưng quốc vận đối với hắn càng giống như ràng buộc. Chân nhân như vậy tuy mạnh, lúc thành tựu chân quân lại càng thêm đáng sợ. Nhưng hắn gần như không có khả năng siêu việt, dù sao hắn bây giờ không có tài năng trị quốc, làm sao có thể đấu với những vị minh quân hùng tài đại lược kia. Muốn tranh bá thiên hạ, chỉ riêng một Tề Thiên Tử đã đủ treo hắn lên đánh cho 300 hiệp. Trong lòng Khương Vọng, đó chính là gông cùm mà cảnh quốc muốn đeo lên người hắn. Chương 2692, thời khắc bình minh, 2. Nếu làm thiên tử Trang quốc, hắn không thể không bị đạo tông khống chế. Tuy động chân có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, lại mượn quốc vận, lập tức có được lực chiến đấu khủng bố. Nhưng muốn bước vào diễn đạo lại càng thêm khó khăn. Đồ Hỗ hỏi hắn tại sao không dùng tam giới thành chân, chính là vì đã biết trước câu trả lời. Mà Khương Vọng mài rũa bản thân ở biên hoang, chân chính nắm giữ thế giới này bằng đạo của mình, ngưng tụ thành chân nhân hiện thế. Ngược lại khiến cho chân nguyên hỏa giới vốn phải mất một thời gian dài mới có thể thành tựu tiểu thế giới, trực tiếp thăng hoa đến cực hạn. Đối với cảnh giới động chân đầu tiên này, có thể nói hắn là một vị chân nhân mang theo tiểu thế giới sinh ra. Lĩnh vực muốn thăng hoa thành tiểu thế giới, cho dù là tu sĩ động chân, cũng phải tốn rất nhiều thời gian, tâm huyết bồi dưỡng. Cơ duyên trùng hợp như hắn, ở cảnh giới thần lâm đã đẩy lĩnh vực đến điểm giới hạn, quả thực hiếm thấy trên đời. Cho nên vị chân ma không muốn lộ danh tính ở biên hoang kia, chết không oan. Giới này đã thành, giới kia cũng sắp thành. Khương Vô Ưu nhìn Khương Vọng với ánh mắt tán thưởng, ngươi muốn tu luyện thành hai tiểu thế giới. Khương Vọng lắc đầu, không phải, ngươi không định tu luyện Diêm Phù Kiếm Ngục thành tiểu thế giới sao? Khương Vô Ưu tự hỏi tự trả lời, cũng đúng, ngưng tụ pháp thân chỉ cần một giới là đủ, nhiều hơn cũng lãng phí. Tiểu thế giới không phải càng nhiều càng tốt, nếu thật sự như vậy, chẳng phải tiểu thế giới trong chư thiên vạn giới đã sớm đầy áp. Chỉ sợ vừa sinh ra đã bị người ta cướp đoạt, ý ta không phải vậy. Khương Vọng nói xong, thu hồi chân nguyên hỏa giới, sau đó nâng tay lên, trong lòng bàn tay là kiến văn tiên vực có dấu hiệu thu nhỏ, không phải hai tiểu thế giới, là ba cái. Ngay cả một thiên hoàng quý tộc như Khương Vô Ưu cũng một lần nữa câm nín. Người ta thường nói từ thần lâm đến động chân là bước chân từ thần của một người tiến đến thần của một thế giới. Thế ở đây đương nhiên là chỉ hiện thế, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, càng là chỉ thế của tiểu thế giới. Nguyên là cội nguồn của vạn vật. Trong biển nguyên thần của người tu hành, cũng chính là nguyên thần, chính là vị thần khai thiên tích địa đầu tiên trong tiểu thế giới mà người tu hành nắm giữ. Đương nhiên, bây giờ nói đến diễn đạo, quả thực còn quá xa vời. Nhưng không thể nghi ngờ, Khương Vọng đã đi rất xa trên con đường tu luyện tiểu thế giới. Cuối cùng Khương Vô Ưu nói, bác Vọng Hầu nói ngươi là một người rất thích khoe khoang, quả nhiên không sai. Trước kia ta lại không nhận ra, sao hắn có thể bôi nhọ một người thuần khiết như vậy. Khương Vọng rất là bất mãn, ta thành tựu đệ nhất chân nhân sử sách ghi chép, có đi khắp nơi khoe khoang với ai đâu. Đúng vậy, Khương Vô Ưu nói, ngươi chỉ là sách theo đầu lâu chân ma, đi gặp thiên tử mục quốc mà thôi. Khương Vọng cười đắc ý, cứ như vậy ngồi chơi với Khương Vô Ưu ở bên cạnh giáo trường, vừa bóc đậu phộng vừa trò chuyện. Một lúc sau, hắn mới nghiêm túc nói, hôm nay ta đến tìm điện hạ, không chỉ là để ôn chuyện, mà còn có lời muốn nói. Khương Vô Ưu đại khái đã đoán được, phất tay, đứng dậy nói, xem ra Khương chân nhân cũng không xem ta là bằng hữu. Bằng hữu là bằng hữu, hứa hẹn là hứa hẹn. Khương Vọng nghiêm túc nói, lúc rời khỏi Đại Tề, ta rất áy náy,
áy náy với Điện Hạ. Ta từng hứa với Điện Hạ, chuyện trên đài Thiên Nhai nhất định sẽ báo đáp, nhưng vì giết chàng Cao Tiện, ta nhất định phải rời khỏi Đại Tề. Lúc đó ta không dám nói gì với Điện Hạ là vì ta không chắc mình có thể sống sót trở về. Mà bây giờ ta muốn nói với Điện Hạ, lời hứa của ta vẫn còn hiệu lực. Bất kể lúc nào, bất kể chuyện gì, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đến. Ngươi không nợ ta lời hứa nào, ta đã nói rõ yêu cầu của mình với ngươi. Khương Vô Ưu nhìn hắn, trừ phi ngươi không định tha thứ cho Kỳ Soái. Khương Vọng nói, Điện Hạ biết ta đi gặp Kỳ Tiếu sao? Trước khi đến Hoa Anh Cung, Hoa Anh Cung chủ cũng không che giấu, đương nhiên. Ngươi không lo lắng ta sẽ làm gì nàng ấy sao? Ngươi sẽ không? Tại sao? Nếu ngươi muốn giết nàng ta, ngươi sẽ không đến gặp thiên tử trước, mà sẽ đến gặp ta trước, bởi vì ngươi đã đáp ứng ta. Khương Vô Ưu nói, ngươi có lẽ không sợ nguy hiểm khi giết nàng ta. Nhưng ngươi nhất định sẽ không xem nhẹ lời hứa với ta, cũng sẽ không xem nhẹ tâm tình của Phụ Hoàng. Khương Vọng nói, ta không gạt ngươi, ta không thể tha thứ cho nàng ta. Nhưng ta cũng không biết nên đối xử với nàng ta như thế nào, cho nên ta vẫn nợ ngươi một lời hứa. Hoa Anh Cung chủ tuyệt đối không phải người thích dây dưa, cho nên nàng không từ chối nữa, chỉ nói, rốt cuộc là ta ép ngươi đáp ứng chuyện quá khó khăn, hay là ngươi quá muốn báo đáp ta, có lẽ là cả hai. Khương Vọng cười ấm áp, Điện Hạ đầu tư nhiều lần như vậy, dù sao cũng phải có một lần thu hồi được chứ. Khương Vô Ưu bật cười, nếu để Tú Trương nghe được, chắc chắn nàng ấy sẽ mắng ngươi đấy. Dù sao cũng là vị hôn thê cũ của bằng hữu, Khương Vọng không tiện lấy Liễu Tú Trương ra trêu chọc, chỉ cười cười. Sau đó chuyển chủ đề, vừa rồi giao thủ, con đường võ đạo của Điện Hạ thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Khương Vô Ưu chắp tay, đứng trong màn đêm, Khương Chân Nhân bằng lòng gọi đó là giao thủ, thật là nể mặt ta. Khương Vọng nhìn giáo trường trước mặt, như nhìn thấy vô số đêm khuya khổ luyện của vị thiên hoàng quý tộc bên cạnh. Đó là những ngày tháng không thể khai sáng ra võ đạo, tu vi chậm chạp không tiến bộ. Các hoàng huynh hoàng đệ từng người đều mạnh mẽ như vậy, nàng có lòng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng lại càng ngày càng xa vời. Sự bình tĩnh và kiên nhẫn ấy khiến người ta phải kính nể. Cho nên mọi người mới nói, họ Khương có nữ nhi Vô Ưu, nam nhi thiên hạ đều hổ thẹn. Hoa Anh Cung chủ sinh năm Nguyên Phượng thứ 24, năm nay 30 tuổi. Đối với tu sĩ siêu phàm, đương nhiên vẫn còn rất trẻ. Nhưng khi nàng thành tựu thần lâm, đã qua cái tuổi được gọi là thiên tài tuyệt thế. Không phải nàng không làm được, mà là nàng kiên quyết với võ đạo, đã từng bị trì hoãn rất nhiều năm tháng. Những ngày tháng không thể thành tựu võ đạo, tâm tình của Điện Hạ như thế nào? Khương Vọng hỏi. Khương Vô Ưu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ban đầu chỉ cảm thấy màn đêm trước mắt thật u ám. Về sau lại cảm thấy, màn đêm tuy sâu thẳm, nhưng chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ. Mà ánh bình minh của đời người, khi nào đến? Ta biết ngày đó nhất định sẽ đến, nhưng ta thật sự không biết, rốt cuộc phải chờ đến bao giờ. Tranh long đối với Điện Hạ rất quan trọng sao? Khương Vọng cũng ngước nhìn bầu trời đêm, Điện Hạ khổ tu nhiều năm như vậy, trả giá rất nhiều, rốt cuộc cũng tự mình khai sáng ra võ đạo, con đường phía trước đã bằng phẳng. Quốc vận đối với Điện Hạ chưa chắc đã là trợ lực. Khương Vô Ưu trầm mặc một lát, nói, tranh long đối với ta rất quan trọng. Khương Vọng cũng không hỏi kỹ lý do, hắn không phải loại người thích ép người khác phải nói ra tâm sự. Hắn chỉ gật đầu, ta hiểu rồi. Nhưng Khương Vô Ưu lại nói, từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với ngươi sao. Vị kia ở Thanh Thạch Cung là huynh trưởng cùng mẹ sinh ra với ta. Ầm ầm ầm, sấm sét vang dội, xé toạc bầu trời đêm. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2693, Vô Ưu, 1. Tia chớp xé toạc màn đêm, thoáng chốc như muốn mang bình minh đến cho thế gian này. Đáng tiếc, chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt, tia sáng le lói cuối cùng ấy chẳng thể nào mang đến bình minh thực sự. Khương Vọng sững sờ giây lát, huynh muội cùng mẹ. Khương Vô Ưu gật đầu. Năm Nguyên Phượng thứ 29, Thái tử Khương Vô Lượng bị phế, năm đó ta 5 tuổi, mẫu hậu bị đày vào lãnh cung. Ta được giao cho Ninh Quý Phi nuôi dưỡng, từ đó nhận bà làm mẫu thân. Trong triều ngoài cung, đều cấm nhắc đến chuyện này, kẻ nào vi phạm, chém không tha. Nàng khựng lại một chút, năm Nguyên Phượng thứ 30, mẫu hậu u uất mà qua đời trong lãnh cung. Năm Nguyên Phượng thứ 29,
tức năm 3893 đạo lịch, là một năm vô cùng trọng yếu trong lịch sử Đại Tề. Năm đó, thế lực Đông Cung do Khương Vô Lượng dẫn đầu, thất bại thảm hại trên triều đình. Kẻ bị liên lụy bởi phế thái tử, nhiều vô số kể. Trong đó chấn động nhất chính là thánh địa Phật Môn thứ ba, Khô Vinh Viện với vô số chùa chiền khắp Đông Quốc, bị san bằng trong một đêm. Trọng Huyền Thị, danh môn đứng đầu Đại Tề, cũng bởi vì Trọng Huyền Minh Đồ có quan hệ với thái tử mà lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng mầm mống tai ương đã được gieo rắc từ 5 năm trước, tức năm 3888 đạo lịch, cũng là năm Khương Vô Ưu chào đời. Thái tử bị thiên tử giam cầm vì kiên trì chủ hòa, Trọng Huyền Phù Đồ bị tống giam vì cự tuyệt dẫn binh. Năm đó, thiên tử thân chinh, cuộc chiến Tề Hạ lần thứ nhất chính thức bùng nổ. Tự Nguyên, vị hoàng đế được người đời ca tụng là hậu tương đế, cùng Tề thiên tử Khương Thuật, chính diện giao chiến trên chiến trường, tranh giành bá nghiệp. Mấy triệu đại quân, diễn đạo đỉnh phong, danh tướng thiên hạ. Bất kể sống chết, chỉ vì tranh đoạt ngôi vị bá chủ. Sau khi đại phá quân Hạ, Khương Vô Ưu vừa ra đời, tin tức truyền đến tiền tuyến, thiên tử vui mừng khôn xiết, từ nay về sau, trẫm không còn gì phải lo. Trong mắt rất nhiều người, đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ giữa thiên tử và thái tử đã hòa hoãn. Bởi vì Khương Vô Ưu và Khương Vô Lượng là huynh muội cùng mẹ, đều do ân hoàng hậu sinh ra. Người đời lúc bấy giờ truyền tai nhau rằng sinh hạ Vô Lượng, sau đó mới có thể Vô Ưu. Sau chiến tranh, đế quốc Đại Tề quả thực vô cùng yên bình, quốc lực tăng tiến vượt bậc. Đa số mọi người đều đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, thiên tử thanh trừng thế lực Đông Cung đã bắt đầu từ sau cuộc chiến. Chỉ là ẩn mình dưới đáy nước, mãi đến năm Nguyên Phượng thứ 29 mới chính thức lộ diện, giăng ra tấm lưới đầy máu tanh cuối cùng. Năm đó, cả Lâm Truy chìm trong biển máu. Một năm sau, ân hoàng hậu qua đời trong lãnh cung, kỳ thực chỉ là một đợt sóng nhỏ. Không tính là quá nhẹ, cũng không tính là quá nặng. So với những vết máu đã khắc sâu kia, việc Khương Vô Ưu được đưa cho Ninh Quý Phi nuôi dưỡng, nghiêm cấm triều đình bàn tán, chặt đứt quan hệ với phế thái tử, kỳ thực là biểu hiện thiên vị của đương kim thiên tử. Khương Vọng cẩn thận phong tỏa âm thanh trong Hoa Anh Cung, sau đó mới nói, ta vẫn luôn cho rằng mẫu thân của Điện Hạ là Ninh Quý Phi, thật sự chưa từng nghe ai nhắc đến quan hệ giữa Điện Hạ và vị kia ở Thanh Thạch Cung. Lúc nhỏ ta vẫn luôn ở cùng mẫu hậu, huynh trưởng thường xuyên đến thăm. Huynh ấy càng ngày càng điềm đạm, thời gian ở cùng ta cũng càng ngày càng nhiều. Huynh ấy là một người rất ấm áp, không ai là không thích huynh ấy. Khương Vô Ưu chậm rãi kể lại, chính huynh ấy dạy ta vỡ lòng, võ nghệ của ta cũng là do huynh ấy truyền thụ. Huynh ấy luôn nói với ta, Vô Ưu, muội phải tự mình đi con đường của chính mình. Vị Hoa Anh cung chủ kiên cường, quyết đoán hiếm khi lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ngước nhìn tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm. Khẽ lẩm bẩm câu nói năm xưa, con đường của phàm nhân đã định, sao có thể khai sáng ra thế giới mới? Nếu không phải người có tầm nhìn xa trông rộng, khi phách hơn người, sao có thể nói ra những lời như vậy? Khương Vọng im lặng không nói. Khương Vô Ưu tiếp tục, sau khi thái tử bị phế, huynh trưởng vẫn sống ở Đông Cung, chỉ là không được tự do ra vào. Nhưng nếu có ai muốn gặp huynh ấy, phụ hoàng cũng không ngăn cản. Đôi khi huynh ấy muốn gặp ta, phụ hoàng cũng đồng ý. Cho đến năm Nguyên Phượng thứ 35, ta 11 tuổi, huynh ấy bị giam vào Thanh Thạch Cung, từ đó không nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ có ta được phép vào thăm huynh ấy vài lần mỗi năm. À, năm đó, Ninh Quý Phi, dưỡng mẫu của ta cũng qua đời vì bệnh, bởi vì ta đã trưởng thành, phụ hoàng không sắp xếp thêm mẫu phi cho ta nữa. Bí ẩn hậu cung Đại Tề, trận sóng gió chính trị năm đó, ở chỗ Khương Vô Ưu, người em gái cùng mẹ với Khương Vô Lượng, lại càng có nhiều chi tiết ẩn khuất. Nhưng sự việc vượt ra khỏi phạm vi tranh giành quyền lực giữa đương kim thiên tử và phế thái tử, khiến Khương Vọng có chút cảm khái. Hắn nhìn Khương Vô Ưu, chẳng lẽ Điện Hạ? Khương Vọng còn chưa nói hết lời, nhưng Khương Vô Ưu dường như đã biết hắn muốn hỏi gì, lắc đầu, không, ta không muốn cứu huynh ấy. Khương Vọng thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ mới. Trong lời kể của Khương Vô Ưu, Khương Vô Lượng là một người tốt như vậy, đối xử tốt với người em gái ruột thịt, vậy tại sao nàng lại không muốn cứu Khương Vô Lượng? Khương Vọng không hỏi thẳng, mà hỏi, trong mắt Điện Hạ, vị thái tử năm xưa là người như thế nào? Khương Vô Ưu ngước nhìn bầu trời đêm, ta cho rằng huynh ấy là bậc đế vương trời sinh, không hề thua kém phụ hoàng ta. Khương Vọng âm thầm tặc lưỡi.
hắn đương nhiên biết Phế Thái tử Khương Vô Lượng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Không nói những cái khác, Trọng Huyền Phù Đồ, vị danh tướng nổi tiếng thiên hạ, gần như đã nắm chắc vị trí Bác Vọng Hầu, lại đánh cược tiền đồ chính trị của mình để ủng hộ Khương Vô Lượng. Thậm chí khi Khương Vô Lượng đã thất bại, bị giam cầm trong Thanh Thạch Cung, lão vẫn cầu xin cho y, đến mức liên lụy đến gia tộc, cuối cùng bất đắc dĩ phải đến mê giới tìm đường chết. Nhân cách và mị lực của Khương Vô Lượng không thể nghi ngờ. Nhưng lời đánh giá của Khương Vô Ưu quá cao. Đương kim thiên tử đã là hình mẫu hoàng đế hoàn mỹ nhất trong tưởng tượng của Khương Vọng. Cho đến nay, những vị quân vương mà hắn từng tiếp xúc, chỉ có Mục Thiên Tử là có thể sánh ngang. Là hoàng nữ có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Khương Vô Ưu nhất định có nhận thức rõ ràng hơn về vị thiên tử này. Vậy mà nàng lại nói, Khương Vô Lượng không thua kém đương kim thiên tử. Vị thái tử năm xưa anh minh như vậy, kết cục bây giờ, quả thật đáng tiếc. Nhắc đến vị thái tử năm xưa, giọng điệu của Khương Vọng cũng không có ý tứ kiêng dè, không có gì đáng tiếc. Khương Vô Ưu nói, sống quãng đời còn lại ở Thanh Thạch Cung chính là kết cục tốt nhất cho huynh ấy. Mặc dù quãng thời gian đó, có lẽ là 10.000 năm. Khương Vọng cả kinh, vị thái tử năm xưa đã có tu vi diễn đạo. Khương Vô Ưu liếc nhìn hắn, nếu không, ngươi cho rằng huynh ấy dựa vào cái gì để tranh giành với phụ hoàng? Dựa vào cái gì mà trong đại sự phạt hạ, dám công khai phản đối phụ hoàng, lại còn nhận được sự ủng hộ của nhiều người như vậy? Ngươi xem trong đám chúng ta, có ai dám nói nửa chữ trước mặt phụ hoàng không? Khi Khương Vô Ưu nói ra tu vi năm xưa của Khương Vô Lượng, khi Khương Vô Ưu dùng một chữ tranh, Khương Vọng mới ý thức được một cách sâu sắc. Trận chiến giữa chủ hòa và chủ chiến trong nội bộ triều đình năm đó không chỉ đơn thuần là bất đồng ý kiến, mà là đấu tranh sinh tử về quốc sách. Nó không chỉ là những cuộc tranh luận, thống nhất ý kiến rồi lật sang trang mới. Trên thực tế, đó là cuộc đối đầu trực diện giữa Khương Vô Lượng và Tề Thiên Tử, giữa đảng Đông Cung và đảng Đế. Từ góc độ này nhìn lại, trong cuộc chiến Tề Hạ lần thứ nhất, Thiên Tử đã đè nén tiếng nói của Khương Vô Lượng sau khi chém chết Tự Nguyên. Giành thắng lợi trong cuộc chiến quốc gia quan trọng này, mang theo uy thế trở về triều, Thiên Tử dùng 5 năm để tiến hành thanh trừng, phế bỏ Thái Tử. Sau đó, lại mất thêm 6 năm để giam cầm Khương Vô Lượng vào Thanh Thạch Cung. Sự cẩn thận, tỉ mỉ ấy thật đáng kinh hãi. Trước đây, khi nghe về giai đoạn lịch sử này, Khương Vọng vẫn luôn cho rằng nó thể hiện sự mềm lòng của Thiên Tử, rằng Thiên Tử đã nhiều lần cho Khương Vô Lượng cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ đó chính là biểu hiện cho thấy Khương Vô Lượng cường đại đến mức nào. Qua rất nhiều chi tiết, Khương Vọng nhớ lại những gì mình đã thấy, đã biết về vị phế thái tử này, dường như có thể nhìn thấy mạng lưới khổng lồ lấy Khương Vô Lượng làm trung tâm. Ví dụ như ở trường Tể Thủy Trại, đến nay vẫn còn lưu giữ bút tích của Khương Vô Lượng. Tống Diêu, Triều Nghị Đại Phu từng nói, thủy quân Đại Tề hùng mạnh như ngày hôm nay đều là do một tay Khương Vô Lượng chỉnh đốn. Khương Vô Lượng từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở đảo Quyết Minh, lập được chiến công hiển hách. Ví dụ như Khô Vinh Viện, thánh địa Phật Môn với vô số chùa chiền khắp các quận, đã không chút do dự, dốc toàn lực ủng hộ Khương Vô Lượng. Lại ví dụ như năm đó Thiên Tử thân chinh, nhất định phải giao phó việc giám quốc cho Khương Vô Lượng. Ngay cả khi Thiên Tử còn ở trong triều, Khương Vô Lượng cũng thường xuyên xử lý quốc sự. Khương Vô Lượng từng nhiều lần làm sứ giả đến Thảo Nguyên, ngoại giao với Mục Quốc, gần như đều do một tay y phụ trách. Quảng văn chuông của Khô Vinh Viện hiện đang ở Mẫn Hợp Miếu. Chỉ phác họa đơn giản vài nét, đã có thể nhìn thấy thế lực chính trị mà Khương Vô Lượng xây dựng khổng lồ đến mức nào. Gần như ngang ngửa với thế lực khủng bố của đảng Đế. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến Thiên Tử kiêng kỵ Khương Vô Lượng. Bởi vì vị hoàng đế tại vị 59 năm này đã từng bị chính con trai của mình khiêu chiến. Mãi đến hôm nay, Khương Vọng mới mơ hồ hiểu được tại sao Khương Vô Khí năm xưa lại muốn liều lĩnh chứng minh bản thân như vậy. Thậm chí chỉ có cái chết mới có thể chứng minh triệt để lòng trung thành của gã với phụ hoàng, với quốc gia, với Thiên Tử. Chương 2694, Vô Ưu 2. Bởi vì người chết không thể phản kháng, tình cảm của gã sẽ mãi mãi không thay đổi. Gã đã dùng cái chết để đổi lấy sự bao dung của Thiên Tử. Ta rất tò mò về cảm nhận của Điện Hạ đối với vị Thái Tử năm xưa. Khương Vọng thở dài, thản nhiên hỏi, hình như Điện Hạ vừa yêu mến vừa chán ghét huynh ấy. Khương Vô Ưu trầm mặc một lát, nói, huynh ấy là người ta kiêng dè nhất, nhưng cũng là người ta tin tưởng nhất. Ta vừa bội phục huynh ấy nhất, lại vừa sợ hãi huynh ấy nhất.
Khương Vô Ưu dùng từ kiêng dè và sợ hãi, chứng tỏ trận đấu tranh chính trị năm đó còn rất nhiều bí mật không muốn người khác biết đến. Nhưng Khương Vọng biết rõ, nàng không có ý định kể rõ. Tia chớp trên bầu trời đêm càng lúc càng dữ dội, giờ phút này đã giăng thành một tấm lưới dày đặc. Khương Vọng đưa tay điểm nhẹ, xua tan màn mưa sắp đổ xuống. Khương Vô Ưu liếc nhìn bầu trời, thiên đạo luân thường, nhật nguyệt tuần hoàn. Ngươi ngăn cản cơn mưa này, ngày mai nó sẽ càng lớn hơn mà thôi. Khương Vọng đáp, ít nhất lúc này không cần bận tâm. Cũng đúng, Khương Vô Ưu nói, ít nhất là lúc này. Khương Vọng trầm tư một lát, rồi nói, trước đây ta luôn cho rằng, việc điện hạ tranh đoạt long vị là vì liên quan đến vị thái tử năm xưa. Khương Vô Ưu lắc đầu, đại huynh sống quãng đời còn lại ở Thanh Thạch Cung là kết cục mà huynh ấy nên nhận. Những nỗ lực của ta trong những năm qua không phải là vì thay thế ai, trở thành ai, cũng không phải vì kế thừa lý tưởng của ai cả. Ta có con đường của riêng mình. Phụ hoàng, đại huynh, ta đều kính trọng. Nhưng ta nhất định phải vượt qua bọn họ, cho nên ta mới chọn con đường gian nan nhất. Nàng đứng dưới màn đêm đầy sấm chớp, giang rộng hai tay, như muốn ôm trọn cả giang sơn, ta muốn trở thành minh quân, để thiên hạ không còn phải lo lắng. Khương Vọng nhất thời nghẹn lời. Liên quan đến Vô Ưu, hắn đã nghe ba lần trong lịch sử Đại Tề. Lần lượt từ thiên tử, từ những người ủng hộ Khương Vô Lượng hoặc là từ chính miệng Khương Vô Lượng và từ chính miệng Khương Vô Ưu vào đêm nay. Mỗi lần đều khác nhau. Hắn nghĩ đây mới chính là Khương Vô Ưu. Còn một chuyện nữa. Khương Vô Ưu chậm rãi nói, cho dù đại huynh phải sống quãng đời còn lại ở Thanh Thạch Cung, nhưng mẫu hậu có tội gì? Ta muốn khôi phục danh dự cho người bằng danh nghĩa Đại Tề Thiên Tử. Khương Vọng gật đầu, lần nữa khẳng định, ta biết rồi. Khương Vọng không phải là người thích khoe khoang. Dù xem như phong quang hồi hương, nhưng hắn cũng không vội vàng phô trương thanh thế. Hắn chỉ đặt một bàn tiệc ở Ngạn Chỉ Lâu, tử lâu nổi tiếng nhất Lâm Truy gần đây, mời Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng, Dịch Thập Tứ, Dịch Hoài Vịnh, Dịch Hoài Dân, Trịnh Thương Minh. Tụ hội một chút, mối quan hệ tuy có thân sơ, nhưng đều có thể coi là bằng hữu. Còn về việc tại sao không mời Yến Hiền Huynh, nhìn tên tử lâu là biết. Yến Phủ nổi tiếng giao thiệp rộng, được mệnh danh là người có nhiều bằng hữu nhất Lâm Truy. Y hào phóng, tính tình ôn hòa, không thích tranh chấp. Kết giao với Y, đừng nói là ăn uống, ngay cả lễ vật cũng vô cùng hậu hĩnh, ai mà không thích. Y thường xuyên mời bạn bè đến các tử lâu lớn, lâu dần cảm thấy phiền phức, nên năm ngoái tự mình mở một tử lâu. Mời đầu bếp giỏi nhất, trang hoàng lộng lẫy, chữ toàn rượu ngon, chuyên dùng để chiêu đãi bạn bè, tiện thể kinh doanh một chút. Ai ngờ tử lâu vừa mở đã nổi tiếng, khách khứa nườm nượp, lại kiếm được bộn tiền. Là bằng hữu, Khương Vọng đương nhiên phải chiếu cố việc buôn bán của huynh đệ, chiếu cố nhân khí cũng là một cách chiếu cố. Cứ như vậy, mọi người ngồi quây quần bên bàn tiệc, trò chuyện vui vẻ. Dịch Hoài Dân tò mò hỏi, Khương huynh, huynh đã có danh hiệu chưa? Danh hiệu chân nhân của huynh là gì? Dịch Hoài Vịnh nghiêm nghị nói, danh hiệu chân nhân là do bản thân tự mình tạo dựng, không phải do người khác ban tặng, cũng không phải tự mình nói là gì thì người ta sẽ công nhận. Không phải chân nhân nào cũng có danh hiệu, Khương chân nhân chưa chắc đã cần. Hoài Dân, đệ quá lỗ mãng rồi. Dịch Hoài Dân bĩu môi. Hai huynh đệ nhà họ Dịch, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Đệ đệ cả ngày lông bông, còn ca ca thì lúc nào cũng nghiêm nghị, cứng nhắc, căn bản không chơi chung được. Mặc dù tình cảm huynh đệ không tệ, nhưng nếu không phải Khương Vọng mời, chắc chắn bọn họ sẽ không cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Dịch Thập Tứ nảy ra một ý tưởng, hay là chúng ta cùng nhau nghĩ một danh hiệu thật oai phong cho Khương huynh. Trịnh Thương Minh, đương nhiệm phó sứ tuần kiểm Bắc Nha Môn, nhanh nhảu nói, gọi là Thanh Dương đi, đó là tước vị đầu tiên, cũng là đất phong đầu tiên của Khương huynh. Lấy đó làm danh hiệu, thể hiện huynh ấy không quên nguồn cội. Thế nào? Không được, không được. Dịch Hoài Dân cười hì hì, lắc đầu, Võ An lớn hơn Thanh Dương nhiều, lấy danh hiệu như vậy, chẳng có ý nghĩa gì. Ta cả đời đọc thơ, thích nhất là Quốc Phong và Ly Tao, đều là tuyệt tác trong thơ ca. Theo ta, Khương huynh nên lấy danh hiệu là Phong Tao. Dịch Hoài Vịnh với bản tính cứng rắn, không tham gia vào trò vui này. Lý Long Xuyên thì lười biếng, chỉ thuận miệng nói, Phong Tao cũng không tệ. Trọng Huyền Thắng thấy đề nghị của phu quân bị ngó lơ, vội vàng lên tiếng, mấy người không hiểu được phẩm vị của Khương huynh, hắn nhất định sẽ không thích. Để ta nói cho mấy người biết hắn thích gì. Hắn lớn tiếng nói,
Phiên Thiên, Bá Thiên, Ngạo Thiên, Thao Thiên được không? Dịch Hoài Dân cười nói, Khương huynh, huynh thấy thế nào? Khương Vọng im lặng nghe từ nãy đến giờ, lúc này mới thản nhiên lên tiếng, ta chưa từng nghĩ đến danh hiệu, thấy rất nhàm chán. Nhưng nếu nhất định phải có, sự thật chân nhân, chẳng phải rất hay sao? Cả bản im lặng. Không ai muốn thấy hắn khoe khoang nữa, mọi người vội vàng nâng chén, uống rượu, uống rượu. Yến Phủ vì bận tiếp khách ở tửu lâu của mình nên đến muộn cùng với Ôn Đinh Lan. Đi cùng bọn họ còn có một nữ tử nằm ngoài dự kiến, Miêu Ngọc Chi, con gái của Bảo Trọng Thanh, quận trưởng quận Thương Thuật, cũng là quả phụ của Bảo Trọng Thanh. Khương Vọng liếc nhìn Yến Phủ. Yến Phủ vô tội nhìn lại, ra vẻ mình cũng không biết chuyện gì. Rõ ràng là ý của Ôn Đinh Lan. Ôn Đinh Lan thân thiết khoác tay Miêu Ngọc Chi, giới thiệu với mọi người, Ngọc Chi là bằng hữu của ta, bình thường bận rộn chăm sóc hài tử, rất ít khi ra ngoài. Hôm nay mọi người tụ họp, nên ta rủ nàng ấy đi cùng cho khuây khỏa, cũng là để gặp mặt các vị anh hùng. Không báo trước, mong chư vị đừng trách. Căn phòng nhất thời yên lặng, ai dám trách chứ? Trọng Huyền Thắng cười híp mắt nhìn bọn họ, Bảo Trọng Thanh cũng là bạn tốt của ta, từng cùng nhau xông pha chiến trường, kề vai tác chiến. Mau mời ngồi, Bảo Phu Nhân. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2695, Bạch Cốt Thần Tọa, 1. Ngọc Chi, ta đã nói rồi mà, mọi người sẽ rất hoan nghênh muội đến đây. Ôn Đinh Lan kéo tay Miêu Ngọc Chi, tiện tay ôm lấy hài tử trong lòng nàng, nhìn mọi người cười nói, ta đã nói mọi người đều là bạn tốt, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, đâu có gì to tát. Ngọc Chi đừng ngại ngùng nữa, là con gái của Triều Nghị Đại Phu Ôn Duyên Ngọc, xuất thân từ gia đình thư hương thế gia, Ôn Đinh Lan chính là tiểu thư khuê các điển hình, tài sắc vẹn toàn, đối nhân xử thế vô cùng khéo léo. Lúc này tuy tươi cười rạng rỡ, nhưng nàng không vội vàng kéo Miêu Ngọc Chi ngồi xuống, mà quay sang nhìn Khương Vọng, người đang ngồi ở chủ vị. Bởi vì bữa tiệc hôm nay, tuy là do Yến Phủ trả tiền, nhưng người tổ chức chính là hắn. Hắn đương nhiên phải nể mặt Ôn Đinh Lan, mỉm cười ôn hòa, Ôn cô nương nói đúng ý ta, mọi người cùng ngồi đi. Ta cũng lâu rồi không gặp Tiểu Huyền Kính, nó ngủ rồi à? Ôn Đinh Lan nói Miêu Ngọc Chi cả ngày bận rộn chăm sóc hài tử, cũng không phải nói quá. Gia tộc như Bảo Gia, người hầu kẻ hạ nhiều vô số kể, nhưng Miêu Ngọc Chi vẫn luôn tự mình chăm sóc con. Lúc này, nàng đang ôm Bảo Huyền Kính, đứa bé sinh ngày 29 tháng 9 năm Nguyên Phượng thứ 57 tề lịch, đến nay đã hơn 1 tuổi. Tuy sinh non, nhưng đứa bé rất khỏe mạnh. Sóc Phương Bá Phủ có điều kiện tốt, Bảo Huyền Kính được nuôi nấng rất cẩn thận, trắng trẻo mũm mĩm, vô cùng đáng yêu. Lúc này, nó đang nằm trong lòng Miêu Ngọc Chi, nhắm mắt ngủ ngon, trên mặt còn vương nét thư giãn thoải mái. Miêu Ngọc Chi nhìn hài tử trong lòng, ánh mắt dịu dàng, vừa rồi trên đường nó quấy khóc một trận, chắc là mệt quá nên ngủ rồi. Nàng mỉm cười nhìn Khương Vọng, nàng cho hắn nhìn Tiểu Huyền Kính một chút, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Bữa cơm này, ăn thế nào cũng chẳng còn ngon miệng. Mặc dù Ôn Đinh Lan cố gắng khuấy động bầu không khí, rất biết cách tìm chủ đề, nhưng có mặt một vị quả phụ, mọi người đều không được tự nhiên. Dịch Thập Tứ vốn trầm mặc ít nói, sau khi thành thân, cũng chỉ dám nói chuyện phiếm trước mặt người quen, gặp người lạ thì luống cuống tay chân. Dịch Hoài Dân tuy hoạt bát, thích nói đùa, nhưng có mặt quả phụ của Sóc Phương Bá, y cũng phải chú ý lời nói. Trọng Huyền Thắng vẫn bá đạo như ngày nào, chỉ nói vài câu nhàn nhạt, không để Ôn Đinh Lan rơi vào tình cảnh khó xử, nhưng cũng không cách nào khiến bầu không khí sôi nổi hơn. Trịnh Thương Minh thấy tình hình không ổn, chỉ biết vùi đầu uống rượu. Yến Phủ tuy cố gắng phối hợp vài lần, nhưng dần dần cũng im bặt. Chỉ có Miêu Ngọc Chi dường như không để ý đến bầu không khí, thỉnh thoảng lại hỏi Khương Vọng vài câu, hắn đều lễ phép đáp lại. Ngồi lâu, Lý Long Xuyên thấy chán, đứng dậy đi đến cửa, định ra ngoài hóng gió một chút, lại vừa vặn nhìn thấy người quen. Tạ Tiểu Bảo, Lý Long Xuyên lớn tiếng gọi, Tạ Bảo Thụ đang cùng một đám bạn đi ngang qua. Y vốn không muốn đến tửu lâu của Yến Phủ, nhưng thức ăn ở đây rất ngon, bạn bè đều thích, hơn nữa dùng tiền mua vui cho Yến thiếu gia cũng rất đáng giá. Bình thường, có muốn vặt lông Yến Phủ cũng chẳng có cơ hội, còn Ôn Đinh Lan, ừ. Nghe thấy tiếng gọi bất lịch sự của Lý Long Xuyên, y nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Khương Vọng đang ngồi đối diện cửa ra vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Vọng chủ động lên tiếng, Bảo Thụ đấy à. Tạ Bảo Thụ bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn bộ dạng cà lơ phất phơ như trước kia. Y mỉm cười, chắp tay, Khương chân nhân, huynh đã về Lâm Truy từ lúc nào vậy? Mới về không lâu. Khương Vọng nhìn y, nói, vào uống vài chén chứ. Tạ Bảo Thụ né tránh ánh mắt của Ôn Đinh Lan, chỉ nhìn Khương Vọng, nói, đa tạ hảo ý của Khương chân nhân, nhưng chúng ta vừa uống xong, thúc phụ ta còn đang đợi ở nhà. Khương Vọng cũng không miễn cưỡng, phất tay, vậy thì thôi, thay ta gửi lời hỏi thăm Tạ đại phu. Tạ Bảo Thụ lễ phép đáp, nhất định, nhất định. Khương Vọng trầm ngâm một lát, lại nói, à đúng rồi, không cần đâu, để ta tự mình đến, vừa hay có việc muốn tìm Tạ đại phu. Dứt lời, Khương Vọng đứng dậy, chắp tay với mọi người, thật ngại quá, ta có việc gấp, gặp được Bảo Thụ cũng là duyên phận, nên phải đi ngay. Hôm nay không tiếp được mọi người, ngày khác chúng ta lại tụ họp. Trịnh Thương Minh đứng dậy tiễn, chúng ta đều là bạn bè, lúc nào tụ họp cũng được, huynh cứ đi làm việc của mình đi. Những người khác chỉ phất tay, ngay cả mí mắt, Trọng Huyền Thắng cũng chẳng buồn nhấc lên. Miêu Ngọc Chi có chút không nỡ, lưu luyến nói, Khương huynh đi đường cẩn thận. Ừm, muội cũng vậy, chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm sóc Tiểu Huyền Kính cho tốt. Khương Vọng dặn dò một câu, sau đó xoay người rời đi. Tạ Bảo Thụ còn chưa kịp phản ứng, Khương Vọng đã đi tới trước mặt, gọi, đi thôi Bảo Thụ, còn đứng ngây ra đó làm gì. Tạ Bảo Thụ muốn nói thúc phụ nhà mình căn bản không có ở nhà, nhưng lại sợ Khương chân nhân thật sự có việc gấp. Rốt cuộc đều là chân nhân đương thời, địa vị ngang hàng, Khương chân nhân định đi như thế nào? Ra khỏi cửa lớn Ngạn Chỉ Lâu, Tạ Bảo Thụ lễ phép hỏi. À, ngồi xe ngựa của ngươi đi, Khương Vọng thản nhiên nói. Kỳ thực hắn căn bản không muốn tìm Tạ Hoài An, chỉ là tìm đại một lý do để rời đi mà thôi. Miêu Ngọc Chi quá kỳ quái, cứ mỗi lần gặp mặt, cảm giác kỳ quái đó lại càng sâu sắc hơn. Hắn không phải là người chưa từng bị người ta theo đuổi, những năm nay cũng từ chối không ít lời ve vãn. Mấy lần gặp mặt trước do cơ duyên trùng hợp, Miêu Ngọc Chi vẫn chỉ dùng ánh mắt lén nhìn, lời nói cũng rất ý tứ, không có vấn đề gì. Hôm nay thì quá đáng, trên đời này làm gì có người mẹ nào lại như vậy, ôm con trong ngực mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm một nam nhân khác. Đứa bé kia cũng không phải con của hắn. Khương Vọng vừa không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, càng không muốn bị Sóc Phương Bá chặn đường. Nhưng cũng sợ là mình tự đa tình, hiểu lầm một người phụ nữ yếu đuối vừa sinh con đã mất phu quân. Cho nên chỉ có thể trốn tránh. Khương chân nhân tìm thúc phụ ta, không biết là có chuyện gì. Tạ Bảo Thụ ngồi trên xe ngựa chạy êm du, đắn đo mở miệng hỏi. Ừm. Khương Vọng lấy lại tinh thần, ôn hòa nói, đây là chuyện của các chân nhân, nói cho ngươi bây giờ, ngươi cũng không hiểu được. Tạ Bảo Thụ không nói gì nữa. Bữa tiệc trong Ngạn Chỉ Lâu, sau khi Khương Vọng rời đi, rất nhanh tan rã. Ai về nhà nấy? Lý Long Xuyên lúc này đang tay trong tay với Dịch Hoài Dân, rời đi với nụ cười rạng rỡ. Hai người bọn họ không về nhà. Rời khỏi phòng tiệc sang trọng, Yến Phủ từ trước đến nay ôn hòa, không nói năng gì, im lặng trở về tầng cao nhất. Cả tầng lầu này cũng là nơi y nghỉ ngơi, có lúc cũng ở đây để giải trí. Vẻ mặt không biểu cảm, y cầm một quyển sách chậm rãi đọc. Y không phải là người không biết tức giận, nhưng hầu như chưa bao giờ mất kiểm soát. Gia gia của y, Yến Bình, cho rằng hai chữ quan trọng nhất trong đời người chính là tự chế. Yến Bình là tiền tướng quốc. Kế thừa chính sách cứng rắn của tướng quốc tiền nhiệm, Giang Nhữ Mặc có thể tự do phát huy sức mạnh, thậm chí còn làm tốt hơn. Hình tượng ôn hòa từ trước đến nay, không cần phải kiềm chế cơn giận, lão hình như chưa bao giờ tức giận. Đợi đến khi tướng quốc tiền nhiệm thành công phát huy hết sức mạnh, Giang Nhữ Mặc mới bắt đầu dựa trên cơ sở chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm, tuyên truyền chủ trương chính trị của mình. Nếu như nhất định phải dùng một câu đơn giản để tóm tắt hai vị tướng quốc này của Đại Tề. Chủ trương chính trị của tướng quốc tiền nhiệm là tích cực phát triển, thủ đoạn là cương nhu kết hợp. Vừa có thể hòa bình tiêu diệt Dương quốc như mưa thuận gió hòa, cũng có thể huyết chiến với Hạ quốc như sương giá lôi đình. Chủ trương chính trị của tướng quốc hiện tại là ôn hòa duy trì hiện trạng, làm việc khiêm tốn, tôn trọng lợi ích của cả hai bên, luôn luôn bình tĩnh, không nóng vội, từ từ thúc đẩy ý tưởng của mình. Chương 2696, Bạch Cốt Thần Tọa, 2. Khi tướng quốc hiện tại chưa từ nhiệm, chưa thể nói rõ ai giỏi hơn ai. Nhưng chủ trương chính trị của bọn họ, ở một mức độ nào đó, có liên quan đến quốc thế của Tề quốc.
Thời đại của tướng quốc tiền nhiệm, cả nước Tề quốc đều tranh đoạt bá nghiệp. Thời đại của tướng quốc hiện tại, Tề quốc cần củng cố bá nghiệp. Tướng quốc đương nhiên có chủ trương chính trị của riêng mình, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là sự kéo dài ý chí của quân vương. Hiểu rõ tâm ý của quân vương lại có thể thống lĩnh quần thần mới xứng đáng là tướng quốc. Bởi vậy, trong tên của Yến Đại Công Tử mới có chữ phủ. Hy vọng y có thể chiêu phục lòng người, đi theo con đường thẳng tắp. Khương Vọng quen biết y đã lâu, chỉ thấy y tức giận một lần, đó là khi y không chịu nổi sự dẫn dắt dư luận của Liễu Ứng Cố, từng nói muốn nâng dao chặt đứt cái lưỡi dài kia. Ôn Đình Lan đưa hai mẹ con Miêu Ngọc Chi lên xe ngựa trước, thân mật từ biệt rồi mới quay lại tìm Yến Phủ. Nàng pha trà như thường lệ, ngồi cạnh y, nghiêng người dựa vào y, phu quân, mời dùng trà. Hai người bọn họ đã đính hôn từ lâu, nhưng vẫn chưa kết hôn. Ôn Duyên Ngọc hy vọng đợi đến khi Yến Phủ có được thành tựu của riêng mình, rồi mới chính thức cưới gả. Yến Phủ cũng không nóng vội. Nhưng trong bóng tối, bọn họ đã sớm gọi nhau là phu quân, nương tử rất thân mật, thậm chí còn cùng nhau tham gia hôn lễ tại Mục Quốc. Lúc này, Yến Phủ lại nói, ta không muốn uống, để đó đi. Ôn Đinh Lan lại nói, vậy ta gọt hoa quả cho huynh. Yến Phủ thở dài, Đinh Lan, để ta yên tĩnh nghỉ ngơi một lát đi. Ôn Đinh Lan chi thư đạt lễ, xinh đẹp tài giỏi, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài ôn nhu kia, thực ra lại có chút cường thế. Bằng không, năm đó cũng không thể nào vừa nghe thấy có người nói nàng ta phá hoại tình cảm của Yến Phủ và Liễu Tú Trương. Liền đến tận nhà tra hỏi Yến Phủ, buộc y phải tự mình đến quận Phù Phong nói cho rõ ràng, chấm dứt một tia hy vọng cuối cùng kia. Lúc này, nàng ta cũng nhìn Yến Phủ, không thể cứ im lặng như vậy, chàng không vui sao, bởi vì hôm nay gặp Tạ Bảo Thụ à. Yến Phủ đặt sách xuống, hắn ta chỉ thích nàng đơn phương, nàng nghĩ Yến Phủ ta lại tức giận vì hắn sao. Vậy tại sao? Ôn Đinh Lan hỏi. Yến Phủ lặng lẽ nhìn nàng một lúc, cuối cùng mới nói, Trọng Huyền Thắng đã trả tiền khi rời đi. Ôn Đinh Lan nói, ngày nào chàng cũng mời khách, hắn ta thỉnh thoảng trả tiền một lần cũng không sao mà, Bác Vọng Hầu Phủ cũng không phải là không có tiền. Nàng thật sự không nhìn ra, tất cả mọi người đều không vui sao? Yến Phủ hỏi. Ôn Đinh Lan đáng thương nháy mắt, bởi vì Ngọc Chi sao? Yến Phủ hít sâu một hơi, nàng ấy là quá phụ, nếu như đã rời khỏi Bảo Phủ thì thôi, nhưng hiện tại nàng ấy vẫn là thiếu phu nhân của Bảo Gia. Nàng ấy còn bế con nữa, nhưng đây không phải là tiệc gia đình sao, không phải đều là người một nhà sao? Ôn Đinh Lan hỏi. Yến Phủ nhìn nàng, giọng nói trở nên nghiêm túc, Đinh Lan, nàng làm vậy rất không đúng. Đây là bữa tiệc riêng tư của bạn bè, nàng không có lý do gì để mời một người xa lạ đến. Đây không phải là chuyện mà nàng nên làm. Ồ, đừng nhỏ nhen như vậy. Ôn Đinh Lan nói, ta cũng là bạn của Khương Vọng, trước kia tổ chức thi hội, cũng từng mời hắn mấy lần, hắn cũng rất vui vẻ nhận lời. Ngọc Chi cũng là bạn của ta, Khương Vọng cũng là bạn của ta giới thiệu bạn bè cho nhau, có gì không đúng. Hơn nữa, bọn họ cũng đã quen biết nhau rồi mà. Khương Vọng thậm chí còn nhớ đến Huyền Kính nữa đấy. Yến Phủ không nói gì. Ôn Đinh Lan lại nói, ai già, đều là lỗi của ta nhận lỗi. Lúc chàng phái người đến gọi ta tham gia tiệc, ta vừa vặn đang ở cùng Ngọc Chi. Nàng ấy hỏi xem có thể đi cùng không, nàng ấy đã lâu không ra khỏi cửa. Nàng ấy còn trẻ như vậy, vừa sinh con đã mất chồng, ta làm sao nỡ từ chối. Thôi nào, đừng giận nữa. Chàng đã không vui, vậy sẽ không có lần sau nữa. Yến Phủ chỉ nói, cứ vậy đi. Ôn Đinh Lan hình như không biết, lý do mà nàng có thể bước vào vòng tròn lấy Khương Vọng làm trung tâm này là vì Yến Phủ, chứ không phải vì nàng là nữ nhi Ôn gia, cha nàng là Ôn Duyên Ngọc. Nàng không thể so sánh với Dịch Thập Tứ, bản thân Dịch Thập Tứ đã là bạn của Khương Vọng, chỉ là vì Trọng Huyền Thắng mà càng thêm thân thiết. Nhưng, Ôn Đinh Lan làm sao lại không biết chứ? Kinh doanh xe ngựa là một trong những nguồn thu nhập chính của Bảo Gia, xe ngựa của Sóc Phương Bá Phủ tự nhiên là hàng đầu Tề Quốc. Lúc này, trong xe ngựa đang chạy trên đường về Phủ, Miêu Ngọc Chi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mê man. Những năm gần đây, nàng luôn cảm thấy buồn ngủ. Nhưng trong trạng thái mơ màng ấy, tâm trí của nàng lại rất tỉnh táo. Đây là nỗi kinh hoàng duy nhất trong bóng tối vô tận, cũng là một nơi trống rỗng. Phạm vi chỉ khoảng trăm trượng, không tính là quá lớn. Ở giữa nơi này là một chiếc ngai vàng làm bằng xương trắng. Chiếc ngai vàng xương trắng
nằm im lặng một mảnh áo choàng rách nát. Trên áo choàng kia có một nửa bông hoa lan. Còn trên ngai vàng, ngồi một đứa trẻ với ánh mắt ngây thơ, nụ cười đáng yêu là Bảo Huyền Kính, chưa đến 2 tuổi. Miêu Ngọc Chi đã sớm quen thuộc nơi này. Nàng bước vào, nói nhất định phải đi xem Khương Vọng sao. Ta thấy hình như hắn đã hoài nghi rồi. Bảo Huyền Kính cười hì hì, phát ra giọng nói ngây thơ đáng yêu. Mẹ, mẹ không muốn đi gặp hắn sao? Trong tâm trí của Miêu Ngọc Chi, sắc mặt của nàng lại rất tốt, không như vẻ tiều tụy bên ngoài, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều, ta không cần phải gấp gáp như vậy. Bảo Huyền Kính nói, ta muốn lấy lại một món quà, cũng cần phải tự mình nhìn thấy hắn. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy thực lực hiện tại của hắn, nhìn xem hắn đã trưởng thành đến mức độ nào. Bằng không, ta không thể yên tâm. Ngoài thiên tư ra, hắn còn có điểm gì đặc biệt sao? Miêu Ngọc Chi không hỏi món quà kia là gì, nàng biết sẽ không có câu trả lời, chỉ nói hắn chưa từng thù địch với con, đối với cha con, Bảo Trọng Thanh ma quỷ kia cũng rất khoan dung. Tại sao con lại cảnh giác hắn như vậy? Cảnh giác? Bảo Huyền Kính cười vui vẻ, ta không cảnh giác, ta thích hắn. Có một người còn khó đối phó hơn hắn nhiều, đã bị hắn thay thế. Miêu Ngọc Chi hỏi, nếu như người kia còn khó đối phó hơn hắn, sao lại bị hắn thay thế được? Bảo Huyền Kính dùng bàn tay béo ú sờ cằm, nói với vẻ đáng yêu, vấn đề này đáng để suy nghĩ đây. Miêu Ngọc Chi lại hỏi, nếu đã muốn đến xem hắn, sao con lại ngủ li bì suốt buổi? Bảo Huyền Kính nói, tên béo trong phòng quá thông minh. Ta không muốn để hắn phát hiện ra manh mối gì. Miêu Ngọc Chi không hiểu lắm, con còn nhỏ như vậy, không ai cảnh giác con cả, hắn ta có thể nhìn ra được cái gì? Bảo Huyền Kính nằm duỗi thẳng người trên chiếc ngai vàng xương trắng kia, một lúc sau lại đứng dậy, quay đầu nhìn Miêu Ngọc Chi, nụ cười chân thành, mẫu thân yêu quý. Đừng bao giờ coi thường trí tuệ của phàm nhân nha. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2697, Tiêu Dao Chân Nhân, 1. Đối với Tạ Hoài An, Khương Vọng có đến bái phỏng hay không, cũng không sao. Nhưng đã đến rồi, hắn cũng không khách sáo, thỉnh Tạ Đại Phu luận bàn với mình một phen. Tạ Hoài An có lẽ lo lắng Tạ Bảo Thụ không biết trời cao đất dày, lại đắc tội với Khương Chân Nhân. Vì cháu trai bảo bối, lão đành cắn răng, không chỉ sảng khoái đồng ý luận bàn, mà còn cố ý để lộ sơ hở. Gần như là nắm tay chỉ bảo, dạy cho vị chân nhân danh chấn chính sự đường, uy danh hiển hách nhiều năm, cách đánh nhau. Thủ đoạn làm người của vị triều nghị đại phu này quả nhiên không phải Tạ Bảo Thụ có thể so sánh. Miệng lưỡi tuy không nói gì, nhưng hành động lại vô cùng chu đáo. Khương Vọng cũng ghi nhớ ân tình này, âm thầm quyết định sau này có thời gian sẽ chỉ điểm cho Tạ Tiểu Bảo một chút. Luận bàn xong, hai người ngồi xuống uống trà. Sau khi hàn huyên vài câu, Tạ Hoài An mới nói, Khương chân nhân, kỳ thực còn có một chuyện, ta muốn xin lỗi ngươi, cũng không phải là hướng về ngươi. Nhưng ta không biết nên tìm ai để nói. Ngươi còn nhớ Dư Bắc Đầu không? Khương Vọng trầm mặc một lát, cười nói, thiên hạ đệ nhất quẻ sư, chân quân mệnh đồ cuối cùng, Dư Bắc Đầu diễn quẻ nửa đời. Sao ta có thể quên? Ta vẫn luôn tưởng nhớ lão ấy. Phải rồi, ta nhớ hai người các ngươi rất thân thiết. Tạ Hoài An nói, ta từng mắng hắn là kẻ lừa bịp, nhưng trận chiến ở mê giới đã chứng minh ta nông cạn. Hắn đã đánh vỡ mọi thành kiến của ta về quẻ sư, ta thừa nhận hắn là cường giả chân chính, là người gánh vác quẻ đạo. Ta xin lỗi ngươi, đáng lẽ ra ta nên nói lời này với hắn mới đúng. Khương Vọng đứng dậy, khom người với Tạ Hoài An, cảm ơn ngài đã nguyện ý xin lỗi lão ấy. Nhưng ta nghĩ, lão sẽ không để ý đâu. Hắn cũng không ở lại Tạ gia lâu, sau khi nói chuyện xong thì cáo từ rời đi. Thúc phụ, Tạ Bảo Thụ, người vẫn luôn đứng bên cạnh hầu hạ. Lúc này mới ngồi xuống, khó hiểu hỏi, người đã chết rồi, cần gì phải xin lỗi? Tạ Hoài An nói, xin lỗi không phải để người chết nghe, mà là để người sống nhìn. Cũng giống như lúc trước ta mắng Dư Bắc Đấu, không phải là để hắn nghe. Tạ Bảo Thụ nhíu mày, Khương Vọng cũng nói, Dư Bắc Đấu sẽ không để ý. Dư Bắc Đấu là loại người trước mặt người khác, có thể chỉ thẳng mặt mà mắng, người khác sau lưng đánh giá mình thế nào, hắn sẽ không để tâm. Tạ Hoài An nói, nhưng sẽ có người để ý thay hắn. Khương Vọng sao? Tạ Bảo Thụ hỏi. Gần đây ngươi không thấy hắn làm gì sao?
Tạ Hoài An nói, hiện tại hắn đang đi khắp nơi, giải quyết ân oán, muốn trở thành một chân nhân tiêu dao thực sự. Chuyện nhỏ nhặt giữa thúc phụ và Dư Bắc Đấu cũng tính là ân oán sao? Tạ Bảo Thụ càng thêm khó hiểu, thúc phụ có phải quá cẩn thận rồi không? Cũng quá để ý đến hắn rồi. Ngươi nói đúng, kỳ thật ta không cần thiết phải nói lời xin lỗi kia. Tạ Hoài An đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Trên con đường tu hành, Khương Vọng tập trung vào hai hướng chủ yếu, một là tu luyện nguyên thần, hai là thúc đẩy Diêm Phù Kiếm Ngục và Kiến Văn Tiên Vực thăng hoa thành tiểu thế giới. Tu luyện thần hồn thành linh thức, tu luyện linh thức thành thần thức, đều là công phu cần phải tích lũy từng chút một, lượng biến dẫn đến chất biến. Tu luyện nguyên thần không chỉ là khổ tu, mà còn cần phải thấu hiểu bản thân, thấu hiểu thế giới, đòi hỏi sự thăm dò sâu sắc hơn về đạo của bản thân. Mỗi người đều có cách thăm dò đạo của riêng mình. Với Khương Vọng, hắn muốn gạt bỏ nhân quả, gỡ bỏ ràng buộc hồng trần, nhìn thấu ái hận tình thù, tìm kiếm bản ngã chân thật nhất của chính mình. Đương nhiên, không phải là trảm tình diệt dục, một lòng cầu đạo, mà là chém hết mọi thứ, ta chính là ta, là cô độc vượt biển khổ, tiêu dao giữa hồng trần. Cũng chính là tiêu dao chân nhân mà Tạ Hoài An đã nói. Cái hắn theo đuổi, không phải là tâm như chỉ thủy, mà là vô cầu vô thúc. Không phải là không nhớ, mà là không bị trói buộc. Việc thăng hoa linh vực thành tiểu thế giới cũng là một cách để nâng cao nhận thức về thế giới, từ đó giúp ích cho nguyên thần. Tuy nhiên, bước này cũng không hề dễ dàng, thậm chí có thể nói là khó như lên trời. Chân nguyên hỏa giới được trời cao ưu ái, bản thân đã tích lũy đủ đầy, chỉ cần nước đến kênh thành là có thể đột phá. Hai tòa linh vực còn lại vẫn còn thiếu lửa một chút. Lấy Diêm Phù Kiếm Ngục, tu vi kiếm đạo của hắn đủ để chống đỡ khung xương của một tiểu thế giới, nhưng muốn tạo thành một thế giới kiếm đạo hoàn chỉnh, cần phải có thêm rất nhiều chất dinh dưỡng. Mà đơn giản nhất chính là kiếm thuật, đủ loại kiếm thuật. Vì vậy, hắn càng thêm chuyên tâm luyện kiếm, phong thái chân nhân diễn pháp cũng khác hẳn lúc trước. Nghĩ đến bản thân từ một đứa trẻ con tay cầm mộc kiếm, từng bước đi đến ngày hôm nay. Mỗi một quyển kiếm phổ, mỗi một chiêu kiếm thức đều là mồ hôi nước mắt khổ luyện, dung nhập vào xương tủy, trải qua vô số lần chiến đấu mới có thể dung hội quán thông, đạt đến cảnh giới lấy thuật thông thần. Bây giờ, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã có thể nhìn thấu áo nghĩa của một bộ kiếm phổ tinh diệu. Trong Diêm Phù Kiếm Ngục, vô số kiếm khí diễn biến ra đủ loại kiếm thức. Cũng giống như chân nguyên hỏa giới diễn biến ra hỏa hành đạo thuật, Diêm Phù Kiếm Ngục diễn biến ra kiếm thuật. Thăng hoa linh vực, tu luyện tiểu thế giới, chính là quá trình cầu đạo, cũng là quá trình tôi luyện hộ đạo pháp. Sau khi thành tựu chân nhân, chiến lực của Khương Vọng đã trải qua một giai đoạn tăng tiến vượt bậc, mỗi một ngày đều mạnh hơn ngày hôm qua. Trong khoảng thời gian ở Lâm Truy, Khương Vọng đặc biệt đến Lý gia bái kiến lão Thái Quân, cảm tạ bà luôn quan tâm đến hắn. Gần đây Lý Long Xuyên bị quản rất nghiêm, bình thường rất khó ra ngoài. Nhưng chỉ cần nói là đi cùng Khương Vọng, lão Thái Quân không những không phản đối, mà còn cho phép y qua đêm không về. Hai người gặp mặt, Khương Vọng ở Lâm Truy 7 ngày, Lý Long Xuyên xin nghỉ 9 lần, nhưng trên thực tế chỉ tụ họp được 2 lần. Đồng thời, khi Lý Long Xuyên bị đánh, Khương Chân Nhân cũng đang luận bàn với Ngọc Lang Quân, thuận tiện hỏi Tồi Thành Hầu có rảnh rỗi hay không. Khiêu chiến Đông Hoa học sĩ xong, lại đến phiên chiến sự đường, khiêu chiến Cửu Tốt thống soái xong, lại đến phiên Triều Nghị đại phu. Ngọc Lang Quân bị đánh cho một trận, đến phiên Dịch Tinh Thần nổi tiếng, cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Con trai, con gái nhà họ Dịch đều vô cùng phấn khởi, so với Khương Vọng còn tích cực hơn. Đáng tiếc Hung Đồ và Tu Viễn không ở Lâm Truy, bỏ lỡ trận chiến này. Nhĩ Phụng Minh gọi đây là Lâm Truy mài đao thạch, cũng có người gọi là hành trình mài kiếm của Khương Chân Nhân. Trước khi rời khỏi Lâm Truy, Khương Vọng đến Cản Mã Sơn một chuyến, đốt vàng mã, nhổ cỏ dại. Người chết đã không còn cảm giác, người sống làm vậy cũng là vì an ủi chính mình. Các huynh đệ tử trận trên chiến trường phạt hạ, phần lớn đều không còn thi thể, chỉ còn lại mũ áo. Hắn cho khắc tên từng người lên bia mộ tập thể trong Sa Bà Long Vực. Ngày cuối cùng ở Đại Tề, Khương Vọng trở về Thanh Dương Trấn. Nơi này là nơi hắn lập nghiệp, bây giờ đã không còn là đất phong của hắn nữa. Lại một lần nữa trở thành nha môn của huyện lệnh Gia Thành, tòa chính thanh điện nho nhỏ, cũng không hề thay đổi. Hắn đi vào chính thanh điện, lúc trước khi xây dựng tòa điện này là vì để hắn tu hành. Về sau bận rộn đủ chuyện, thời gian ở lại Thanh Dương Trấn càng ngày càng ít, không cần dùng đến nữa. Rồi sau đó,
căn bản không cần. Thế sự xoay vần, thật kỳ diệu, căn bản không thể nào đoán trước được. Chủ nhân hiện tại của chính thanh điện là Trúc Tuế đã thoái ẩn. Vị chân quân vạn năm, thân thể đã chết ở mê giới. Không còn tuần tra đêm nữa, không cần phải mặc áo bào sờn rách, đội mũ sờn cũ nữa. Lão nhân nằm trên ghế trúc, ung dung rít thuốc. Bên trái là bàn trà, trên bàn bày biện trái cây tươi ngon, quýt đã bóc vỏ, dưa hấu đã cắt sẵn. Bên phải là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày vài món ăn nguội, một bình rượu nhỏ. Gió thổi qua, âm thanh thiên nhiên du dương vọng vào trong điện. Lão nhân vừa ăn trái cây, nhấm nháp rượu ngon, vừa rít thuốc, lắc lư trên ghế. Y phục chỉnh tề sạch sẽ, áo vải dày cỏ mới tinh, không còn vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch như trước kia, giống như một lão địa chủ đang an hưởng tuổi già. Cho đến khi mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu nhìn thấy Khương Vọng. Không chút kinh ngạc nào, chỉ thản nhiên nói, muốn đi rồi sao? Đôi mắt lão nhân mù tuần tra đêm, bây giờ tuy đã sáng lại, nhưng cũng chẳng còn nhìn thấy được bao nhiêu thứ nữa. Khương Vọng đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ trên mái nhà ra, tiếng lá trúc xào xạc du dương. Hắn đáp, người nên gặp đã gặp, nơi nên đến đã đến, cũng nên đi rồi. Tân nhiệm Trảm Vũ thống soái hẳn là Điền An Bình. Giọng điệu của Trúc Tuế rất bình tĩnh, thiên tử không chút do dự, có lẽ đã sớm nhắm vào hắn ta. Nhớ đến nam nhân gầy gò, mang theo xiềng xích kinh khủng kia, Khương Vọng cười nói, bí mật cấp cao như vậy, sao ta có thể biết được? Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Trúc Tuế nói, cũng không phải là bí mật gì. Khương Vọng cười nói, loại suy đoán thiếu căn cứ như vậy, không giống như người gõ mõ canh thường làm, càng không giống tác phong của ngài. Nhưng lại là chuyện mà lão già về hưu thường làm. Trúc Tuế cười nói, nhớ lại chuyện cũ, bình phẩm giang sơn, dạy bảo hậu bối. Nụ cười của lão nhân rất hiền hòa. Khó có thể tưởng tượng, lão nhân này từng là người đứng đầu người gõ mõ canh. Khương Vọng nhớ lại lần đầu tiên gặp Trúc Tuế ở phế tích Khô Vinh Viện, đèn lồng trắng muốt, áo bào sờn cũ. Bóng lưng còng, đôi mắt trắng dã, mơ hồ như một giấc mộng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, đến nay mới rõ ràng. Hắn biết, đạo của vị chân quân trước mặt đã biến mất. Khương Vọng cung kính nói, được Trúc Tuế đại nhân chỉ điểm, thật là vinh hạnh của vãn bối. Trúc Tuế lẩm bẩm, trên sự đường mất đi một Kỳ Tiếu, lại có thêm một Điền An Bình. Ngươi lúc đầu có thể vào, lại chủ động rời đi. Về sau, Trảm Vũ quân chỉ sợ là quân đội hung hiểm nhất, tỷ lệ hy sinh cao nhất trong cửu tốt. Khương Vọng thành thật đáp, thiên tử đương nhiên biết cách dùng người, ta chỉ là một chân nhân nhỏ bé, sao có thể xen vào chuyện của triều đình. Ta tuy không hiểu rõ Điền An Bình, nhưng thiên tử nhất định hiểu rõ. Trúc Tuế gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang hỏi, tiểu nha đầu kia đến Thanh Dương trấn, là ý của ngươi sao? Chương 2698, Tiêu Dao Chân Nhân, 2. Khương Vọng lắc đầu, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy rồi, để nàng ấy gia nhập Thương hội Đức Thịnh, chia 3 phần lợi nhuận của ta cho nàng ấy, sau này nàng ấy có thể dựa vào đó mà sống. Trúc Tuế chậm rãi nói, xem ra là ý của tân nhiệm bác Vọng Hầu rồi. Tên nhóc này, thật sự là rất giảo hoạt hơn cả cha hắn, giảo hoạt hơn cả tổ tông nhà hắn. Trọng Huyền Phù Đồ là người ngay thẳng, lão hầu gia Trọng Huyền Vân Ba tính cách cứng rắn, tuy không thiếu thông minh, nhưng lại không giảo hoạt bằng Trọng Huyền Thắng. Người lúc nào cũng tươi cười, càng muốn hại người, nụ cười càng thêm vô hại, có thể đâm dao sau lưng, tuyệt đối sẽ không đối đầu trực diện. Khương Vọng không muốn bình phẩm người nhà họ Trọng Huyền, chỉ thản nhiên nói, nếu Trúc Tuế đại nhân cảm thấy không ổn, ta sẽ đưa tiểu tiểu đi. Trúc Tuế lười biếng nói, có gì mà không ổn. Ngươi nhìn mâm cơm này, rượu ngon, trái cây tươi, y phục sạch sẽ, thuốc lá thượng hạng, nào có chỗ nào không ổn. Lão nhân đặt tẩu thuốc xuống bàn, chậm rãi ngồi dậy, khoe bộ đồ mới của mình, ngươi xem ta đây này. Đều là do con bé làm, rất vừa ý. Khương Vọng nói, lúc nhỏ, nàng ấy từng làm nghề may vá ở quê nhà. Trúc Tuế liếc hắn một cái, hèn gì. Khương Vọng lại nói, tay nghề của nàng ấy rất tốt, hơn nữa còn rất chu đáo. Trúc Tuế nói, ta không cần. Ai lại đi nhớ một nha đầu làm việc nhà giỏi hay không? Ai lại trước khi đi liều mạng, còn an bài đường lui cho nha đầu nhà mình? Lại càng không có lão gia nào trước mặt một lão già như ta, lại đi nói tốt cho nha đầu nhà mình. Huống chi, ngươi bây giờ đã là nhân vật lớn như vậy rồi. Khương Vọng nói, ta không phải loại người lương thiện như Trúc Tuế đại nhân nghĩ đâu.
Nàng ấy rất siêng năng, rất chu đáo, những năm qua cũng giúp ta rất nhiều. Những thứ ta cho nàng ấy đều là nàng ấy nên được nhận. Trúc Tuế lười biếng nói, đừng gọi ta là đại nhân nữa, ta đã về hưu rồi. Khương Vọng mỉm cười. Trúc Tuế nằm xuống, ta có dạy cho con bé một chút, nhưng thiên phú của nó chỉ thích hợp làm nha hoàn, khó mà tu hành đến cảnh giới cao được. Khương Vọng nói, làm nha hoàn không cần thiên phú, chỉ cần tận tâm. Nàng ấy là người rất tận tâm. Trúc Tuế nói, thần ấn pháp tuy có thể khiến nó đột phá, nhưng cũng hạn chế nó. Giới hạn cao nhất của ngươi bây giờ đã ngang bằng với chân thần, tuy đã là mức cao nhất mà nó có thể đạt được, nhưng ngươi cũng biết, vẫn là quá thấp. Khương Vọng nói, ta biết ngài rất lợi hại, ta đã tận mắt nhìn thấy ngài gánh vác trách nhiệm nặng nề. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng, nâng cao giới hạn của nàng ấy. Độc Cô Tiểu sẽ là một đồ đệ tốt, nàng ấy là người biết ơn. Trúc Tuế thản nhiên nói, nó là người vô tình. Khương Vọng không thể phản bác. Độc Cô Tiểu không có chút tình cảm nào với thế giới này, không phân biệt thiện ác. Nàng ấy không làm chuyện ác, chỉ là vì lão gia không thích. Nếu như hắn không còn nữa, nàng ấy làm gì cũng không có gì kỳ quái. Trúc Tuế lại nói, ta không quan tâm. Khương Vọng nghiêm túc nói, ta sẽ dạy nàng ấy trở thành một đồ đệ tốt. Trúc Tuế không muốn nhiều lời, thở dài, người già sắp chết, luôn thích nhớ lại chuyện cũ. Gần đây ta rất hay nhớ lại chuyện trước kia. Khương Vọng thuận miệng nói, ví dụ như, Trúc Tuế bóc một quả quýt, vừa ăn vừa nói, lần đầu tiên ở phế tích Khô Vinh Viện, ta đã nhìn ra ngươi có chút duyên phận với Phật môn. Sau này quả nhiên ứng nghiệm, Huyền Không Tự, Tu Di Sơn, Tẩy Nguyệt Am đều từng giúp đỡ ngươi, hoặc là được ngươi giúp đỡ. Ngã Văn Chuông, Chi Văn Chuông, Quảng Văn Chuông, ngươi đều đã gặp qua, nhưng ta vẫn luôn nghĩ, duyên phận giữa ngươi và Phật môn có thật sự là thiện duyên hay không? Khương Vọng trầm mặc một lát, nói, thiện ác không có ranh giới rõ ràng, còn phải xem người ta đối đãi với nó như thế nào. Trúc Tuế cười nói, cũng đúng. Khương Vọng lại nói, ngài là cường giả thời Võ Tổ, nhìn thấy ta ở phế tích Khô Vinh Viện, cũng không phải là ngài của hiện tại. Trúc Tuế chậm rãi nhắm mắt lại, những chuyện này không liên quan đến ta nữa. Ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Đi đi. Khương Vọng im lặng hành lễ, xoay người rời đi. Không lâu sau, Độc Cô Tiểu bưng một bát canh tuyết liên tử đi vào, thấy trong điện trống rỗng, nàng khẽ giật mình. Trúc Tuế hỏi, ngươi thường xuyên dùng thần ấn liên lạc với lão gia nhà ngươi hả? Độc Cô Tiểu hoàn hồn, đặt bát canh xuống, nhỏ giọng đáp, chưa từng. Lão gia là nhân vật lớn, làm việc lớn, nếu không cần thiết, nô tỳ không dám quấy rầy. Trúc Tuế hỏi, vậy sao ngươi biết hắn đến đây? Độc Cô Tiểu thành thật đáp, nô tỳ vừa vào điện, đã thấy cửa sổ trên mái nhà mở ra, đó là thói quen của lão gia. Hơn nữa, tiếng lá trúc lúc nãy cũng vừa vặn. Cho nên nô tỳ đoán, có lẽ lão gia đã quay lại. Rốt cuộc Trúc Tuế muốn nói gì? Là ám chỉ Huyền Không Tự, Tu Di Sơn, hay là ám chỉ Khô Vinh Viện? Khương Vọng không muốn nghĩ sâu xa. Nếu liên quan đến hai nơi trước, chính hắn sẽ tự mình xử lý. Còn nếu liên quan đến Khô Vinh Viện, chắc chắn sẽ lại dây dưa đến Khương Vô Lượng. Hắn thật sự không muốn tự tìm phiền phức. Rời khỏi Đại Tề, Khương Vọng không lập tức quay về Tinh Nguyệt Nguyên, mà đi đến Huyền Không Tự. Trở thành đệ nhất chân nhân sử sách ghi chép, hắn cũng muốn khổ giác lão tăng tận mắt nhìn thấy. Lúc trước nhận được hồi âm của Huyền Không Tự, nói khổ giác chân nhân Vân Du Tứ Hải, hắn còn cố ý dò hỏi xem lão hòa thượng mặt vàng kia đi đâu. Cũng dặn dò Tịnh Lễ Tiểu Thánh Tăng, đừng để tiểu hòa thượng ngây thơ kia âm thầm buồn bã. Ai ngờ, hai thầy trò một già một trẻ kia, hắn đều không gặp được. Chỉ gặp được thủ tọa viện, Khổ Đế Đại Sư. Vị cao tăng mặc áo đen từng bị khổ giác mắng là kẻ trộm gà chết cứt, con lừa chọc đứng góc tường này, kỳ thực quan hệ với khổ giác vô cùng kém. Tuy nhiên, lão cũng không tỏ thái độ gì với Khương Vọng. Chỉ nghiêm túc nói, Khương chân nhân, khổ giác trời sinh không thích ngồi yên một chỗ, hôm nay chạy hướng đông, ngày mai chạy hướng tây, ngay cả bần tăng cũng không biết hắn đi đâu. Chẳng lẽ ngay cả phương hướng cũng không rõ sao? Khương Vọng hỏi, Khổ Đế nói, hắn sẽ không nói cho ta biết. Ai già, vốn còn muốn để lão hòa thượng mặt vàng kia mở rộng tầm mắt, nhìn xem thế nào là đệ nhất chân nhân sử sách. Cũng định dẫn lão ta đi dạo Huyền Không Tự vài vòng, để lão nở mày nở mặt. Hừ, tự mình đi chơi cho sướng, đừng trách Khương mỗ vô tình. Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại hỏi,
Lần trước quý tự hồi âm, nói Tịnh Lễ tiểu thánh tăng đang bế quan, bây giờ thế nào rồi? Vẫn chưa ra ngoài sao? Khổ Đế lắc đầu, Tịnh Lễ đã tiến vào Trung Ương Sa Bà thế giới, lĩnh hội vô thượng huyền pháp, không phải nói ra là có thể ra ngoài ngay được. Trung Ương Sa Bà thế giới chính là loại động chân phúc địa mà Thanh Vũ từng kể. Tịnh Lễ có thể tiến vào nơi đó tu hành, đúng là chuyện tốt. Khương Vọng cũng rất vui mừng cho y. Nhưng cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, trước kia mỗi lần đến Huyền Không Tự đều là vì đủ loại lý do, mỗi lần đều lặng lẽ rời đi. Nhưng hai thầy trò Khổ Giác và Tịnh Lễ luôn có cách bất ngờ xuất hiện, lôi kéo hắn cùng nhau bàn bạc đại kế Tam Bảo Sơn. Hôm nay, Khương Chân Nhân đường đường chính chính đến đây, lại cố ý tìm bọn họ, kết quả lại không gặp được ai. Chữ duyên này, thật đúng là khó nói. Không biết Khương Chân Nhân còn chuyện gì nữa không? Khổ Đế hỏi. Khương Vọng không muốn uổng phí một chuyến đi này, bèn nói, nghe đồn Phật Pháp của Đại sư tinh thâm, tu vi cao tuyệt. Không biết có thể luận bàn cùng vãn bối một phen hay không, để vãn bối được lĩnh giáo diệu pháp của Phật môn. Khổ Đế chắp tay trước ngực, thật ngại quá, người xuất gia chúng ta không cổ suý cho việc đấu đá, bần tăng đã nhiều năm không động thủ rồi. Khương Chân Nhân vẫn nên chờ Khổ Giác trở về, rồi luận bàn với hắn vậy. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói Khổ Giác đam mê tửu nhục, cổ vũ cho việc đấu đá, thích mắng chửi người khác, không phải là chân Phật? Chẳng lẽ nói Tịnh Lễ thích cầm bao tải gõ mõ, là lưu luyến hồng trần? Khương Vọng chỉ cười, vậy thì thôi, không quấy rầy nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vùng đất Huyền Không Tự, tự thành một phương thế giới an lạc. Tín đồ trồng trọt, sinh sống, được cao tăng che chở, mưa thuận gió hòa, áo cơm ấm no, tâm linh thanh tịnh, cũng là một loại hạnh phúc. Có người cúng bái, có người im lặng nghe kinh, có người niệm Phật. Chuyện của phàm nhân, chuyện của thế tục, không liên quan đến ta, tiêu dao tự tại. Khương Vọng bước lên mây, bay đi. Rời khỏi Huyền Không Tự, hắn bỗng nhiên nổi hứng, lớn tiếng hô, Khổ Giác lão thần tăng. Tịnh Lễ tiểu thánh tăng, đa tạ hai vị chiếu cố, Khương Vọng ngày khác lại đến bái phỏng. Hắn cao giọng hô, Phật môn chính thống, thuộc về Tam Bảo Sơn. Âm thanh vang vọng, bóng người đã sớm biến mất. Lão hòa thượng mặt vàng thích khoe khoang, Tịnh Lễ tiểu hòa thượng thích trốn trong chăn mừng thầm. Hành trình trở thành đệ nhất chân nhân lịch sử này, xem như không uổng phí. Lại mạ thêm một lớp vàng cho Tam Bảo Sơn. Không cần nói những thứ khác, lúc này, trong thiên hạ, hai chữ Khương Vọng chính là chiêu bài kim tự. Khương Vọng rời khỏi Huyền Không Tự, thật sự không có nơi nào muốn đi, nên quay về Tinh Nguyệt Nguyên. Tinh Nguyệt Nguyên và Huyền Không Tự Nam Bắc giáp danh, địa thế gần kề, từ rất lâu về trước đã giống như hậu hoa viên của Huyền Không Tự. Ban đầu, Khương Vọng chuyển đến Tinh Nguyệt Nguyên, Tịnh Lễ còn vui mừng một hồi. Thiên địa u ám, hồng ảnh biến mất, trên bầu trời là một dải cầu vồng rực rỡ. Vào một khoảnh khắc nào đó, tám phương bỗng nhiên nổi lên sương lạnh. Một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương, như từ trên chín tầng trời giáng xuống. Khương Vọng từ trong thanh hồng bước ra, phong thái tiêu sái, áo xanh bay bay. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm, quanh thân tràn ngập kiếm ý sắc bén. Diêm Phù Kiếm Ngục diễn biến vô số kiếm thức, giữa đất trời, tựa như dựng nên một kiếm đạo nhân gian. Đôi mắt vàng của hắn nhìn thấy một người tóc bạc phơ, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng vô tình, đang từng bước đạp không đi đến, tựa như dẫm lên mũi kiếm vô hình. Thất Sát Chân Nhân, Lục Xương Hà. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2699, gặp lại Thất Sát, 1. Vô số luồng kiếm khí hư ảo tràn ngập không trung, từng tia đan xen, quấn quýt, tạo thành một màn kiếm đạo huyền ảo khôn cùng. Khương Vọng đội ngọc quan, tóc dài buông xõa, đứng đối diện Lục Xương Hà tóc trắng như tuyết, chỉ cách nhau một tòa Diêm Phù Kiếm Ngục. Kiếm khí mênh mông lan tỏa, tựa như quay trở về năm xưa, khi hắn bất lực dãy giụa dưới dòng sông nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng mà bình tĩnh của Lục Xương Hà lướt qua mặt nước gợn sóng, một đường kiếm quang trắng xóa lóe lên như thiểm điện, xé toạc bầu trời. Hình ảnh ấy khắc sâu trong lòng Khương Vọng, gieo xuống một hạt giống siêu phàm. Nhiều năm trôi qua, Lục Xương Hà vẫn như xưa, nhưng Khương Vọng đã khác. Lúc này, hắn đứng trong Diêm Phù Kiếm Ngục, kiếm khí cuồn cuộn bao quanh, không còn là đứa trẻ bất lực, sợ hãi năm nào. Hắn đặt tay lên chuôi trường kiếm Trường Tương Tư, danh kiếm thiên hạ, cùng hắn trải qua vô số trận chiến,
đối mặt với ký ức năm xưa. Người mà hắn từng chỉ có thể ngước nhìn, giờ phút này đang đứng trước mặt hắn. Khương Vọng nhìn Lục Xương Hà, cao giọng hỏi, Lục chân nhân, vì sao lại chắn đường ta? Lục Xương Hà dừng bước, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng vào hư không, giao nhau với đôi mắt vàng rực của Khương Vọng, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Khương Vọng khẽ cười, ta ở Huyền Không Tự cũng không lâu, hẳn là không làm mất thời gian của Lục chân nhân chứ. Không, Lục Xương Hà chậm rãi đáp, ta chờ ngươi lâu hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nụ cười trên môi Khương Vọng dần tắt, gương mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng, tựa như trường kiếm ra khỏi vỏ, nói đi, chờ ta làm gì? Ngươi đã giết Dịch Thắng Phong, Lục Xương Hà nói, đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Khương Vọng suy nghĩ một chút, bây giờ ngươi mới nhớ đến. Hắn không quan trọng sao? Hắn đã chết, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ngươi, Lục Xương Hà đáp, ta không hiểu ý ngươi, Lục tiên sinh. Nếu là vì Dịch Thắng Phong, ngươi nên tìm ta sớm hơn. Lục Xương Hà thản nhiên nói, ta đang đợi ngươi bước vào động chân. Khương Vọng cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng, ý ngươi là, ngươi đang chờ ta rời khỏi Đại Tề, không còn là quốc hầu. Không, ta đang đợi ngươi đạt đến cảnh giới động chân, Lục Xương Hà đáp. Khương Vọng cười khẩy, ban đầu, ta rất thất vọng, cho rằng ngươi cũng chỉ như vậy. Nhưng câu trả lời của ngươi khiến ta sáng mắt ra. Ngươi không làm ta thất vọng, nếu muốn rút kiếm quyết đấu với ta, ngươi đừng nên làm ta thất vọng. Lục Xương Hà đáp, ta không gánh vác hy vọng của bất kỳ ai, sự thất vọng của ngươi không có ý nghĩa gì với ta. Đối mặt với nhau, hai vị chân nhân đều vô cùng bình tĩnh. Lục Xương Hà là thiên đạo bất động, Khương Vọng là chân ngã bản tâm, dũng cảm đối mặt với thế gian. Nói đi, vì sao lại chờ ta bước vào động chân? Lục Xương Hà nói, Dịch Thắng Phong là đồ đệ ta dốc lòng bồi dưỡng, có mệnh cách thất sát, được chân truyền của Nam Đấu Điện. Mục tiêu tu luyện duy nhất của hắn chính là trở thành sát lực chân nhân đệ nhất, sau đó giết ta. Ngươi muốn ta giúp ngươi phá cảnh, hoặc là ta giúp hắn. Tạo ra một điều kiện công bằng tuyệt đối, bất kể ai thắng, đều là thất sát chân chính. Nhưng ngươi đã giết hắn, cũng kế thừa hắn. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của ta. Khương Vọng nói, ánh mắt phức tạp, ta từng tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc gặp mặt này, chuẩn bị kỹ càng bị báo thù. Nhưng hôm nay ngươi chặn đường ta, lại không phải vì Dịch Thắng Phong. Lục Xương Hà thản nhiên nói, trận chiến Tề Hạ là do Trường Sinh Quân quyết định, tổn thất cũng do Nam Đấu Điện gánh vác. Dịch Thắng Phong muốn tiến vào chiến trường tìm ngươi quyết đấu là do hắn tự mình lựa chọn. Ngươi và ta không oán không thù, chỉ có tranh đấu về đạo mà thôi. Khương Vọng lắc đầu, cảm xúc dâng trào, năm đó hắn đẩy ta xuống sông là muốn hại chết ta hay là muốn cứu ta? Ta giết hắn ở dân Tây là giết hắn hay là giúp hắn giải thoát? Lục Xương Hà lạnh nhạt nói, hắn không quan tâm đến những thứ này. Nếu ta bảo hắn giết ta, hắn chỉ biết tìm cách giết ta. Khương Vọng nói, hắn đúng là đồ đệ thích hợp nhất của ngươi. Ngươi nói ngươi và ta không oán không thù, vậy cần gì phải tranh đấu sinh tử? Ngươi biết Trang Cao Tiện không? Hắn và ta thù sâu như biển, nhưng chưa bao giờ công khai truy sát ta. Ngươi biết tại sao không? Lục Xương Hà phối hợp đáp, bởi vì ngươi mang theo ánh sáng nhân đạo, là anh hùng của nhân tộc trở về từ yêu giới. Hắn không muốn bị người đời phán xét, hắn sợ chết. Khương Vọng nhìn thanh kiếm của Lục Xương Hà, chuôi kiếm nằm trong vỏ, trên vỏ kiếm có khắc hoa văn màu bạc tinh xảo, lúc này đang được lão đeo sau lưng. Hắn đã quan sát nó rất lâu rồi, điều này chứng tỏ hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến này. Năm nay Khương Vọng mới 23 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Nhưng trải qua bao nhiêu biến cố, như đã sống qua rất nhiều kiếp người. Lục Xương Hà không phải là đối thủ đầu tiên, cũng không phải là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Hắn hỏi, chân nhân có thọ mệnh 1.200 năm, Trang Cao Tiện sợ chết, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Lục Xương Hà nở nụ cười đầu tiên, nụ cười của thất sát chân nhân Nam Đấu Điện, vô cùng bình tĩnh. Không phải vui mừng, cũng không phải cười lạnh, mà chỉ là một đường cong đơn thuần, không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng. Lạnh lùng với bản thân, lạnh lùng với người khác, đều như nhau. Lão nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Chiêu văn đạo, chính là tên kiếm của lão. Một cái tên nghe không hề lạnh lùng, nhưng lại là thanh kiếm lạnh lùng nhất thế gian. Lão bắt đầu bước về phía trước, như dẫm lên mũi kiếm, sẵn sàng đâm thẳng vào kẻ địch, sẵn sàng đối mặt với tử vong.
Cứ như vậy, bình tĩnh tiến vào Diêm Phù Kiếm Ngục. Chờ một chút. Khương Vọng nghiêm túc nói, ngươi nói sáng nghe đạo, ta cho rằng còn chưa đến lúc. Chẳng phải ngươi muốn bồi dưỡng một sát lực chân nhân để giết ngươi sao? Ngươi nên đợi thêm một chút, ta mới 23 tuổi, vẫn còn khả năng tiến bộ. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ đã rất đáng để mong chờ. Lục Xương Hà tiếp tục bước tới, bước chân của lão quá mức thẳng thắn, tựa như trường kiếm xé toạc đất trời. Khương Vọng, đứa trẻ năm xưa bên bờ sông nhỏ, hôm nay đã là sử sách ghi chép đệ nhất chân nhân. Chúng ta hãy cùng nhau tranh đấu, xem ai mới là người lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của sát lực động chân. Diêm Phù Kiếm Ngục trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, ầm ầm ầm, đất bằng nổi gió, sấm sét vang dội. Giữa tiếng sấm rền vang, Khương Vọng chỉ hỏi, ngươi đã quyết định rồi sao? Lục Xương Hà không trả lời, tiếp tục bước tới. Được rồi, ngươi không nghe đạo lý, ta cũng không nể mặt ngươi nữa. Đã vậy, Khương Vọng chậm rãi rút trường kiếm ra, hôm nay, ngươi và ta, chỉ có một người được sống. Trời đất như lặng im, trong khoảnh khắc trường tương tư xuất hiện. Trong đôi mắt vàng rực của hắn, bỗng nhiên lóe lên một điểm sáng rực rỡ. Điểm sáng ấy nhanh chóng lan ra toàn thân, lan ra bát phương. Tựa như ngọn nến thắp sáng căn phòng tối om, tựa như mặt trời chiếu sáng nhân gian. Chân nguyên hỏa giới trong nháy mắt bao phủ, kiếm khí phun trào, tiếng gào thét biến thành đao kiếm, sinh ra kiếm khí mới. Diễm tước bay lượn, ngọn lửa rực rỡ, nhuộm đỏ một vùng trời. Trong kết giới này có bia đá cao như núi, có thành trì hùng vĩ, có sấm sét vang dội, có gió tuyết cuồn cuộn. Lấy chân nguyên hỏa giới đã thành tựu tiểu thế giới làm cơ sở, Diêm Phù Kiếm Ngục và Kiến Văn Tiên Vực trong nháy mắt dung hợp vào đó. Chương 2700, gặp lại thất sát, 2. Tam giới hợp nhất, thế giới trong thế giới, núi non trùng điệp. Thế gian không có chân nhân bình thường, Khương chân nhân uy danh hiển hách, sử sách ghi chép không thể che lấp. Lực lượng khủng bố này tựa như hỗn độn sơ khai, khai thiên tịch địa. Lục Xương Hà với tóc trắng bay bay, sải bước tiến vào kết giới, kiếm thế va chạm, kiếm ý giao tranh. Ầm, trong khoảnh khắc này, tầm mắt và thính giác đều bị lấp đầy. Vô số hiểu biết phức tạp bùng nổ, tất cả mọi thứ đều biến mất, không còn nhìn thấy gì, cũng không còn nghe thấy gì. Khương Vọng dùng kiếm khí vô song, thống trị vùng đất trời này, để Lục Xương Hà nhìn thấy sát lực của hắn, giết bằng mắt, giết bằng tai, giết bằng thân thể. Ngay cả ánh mắt cũng cảm thấy đau đớn, âm thanh cũng là một loại tổn thương. Dùng tiên để điều khiển hiểu biết, ban cho chúng linh tính, đất trời, công kích ở khắp mọi nơi. Thất sát chân nhân như chìm trong biển cả, mỗi một giọt nước đều là công kích của Khương Vọng. Quả nhiên là đệ nhất chân nhân sử sách. Lục Xương Hà bước đi trong thế giới này, dưới chân dẫm lên kiếm quang, xe gió, chém lửa, xuyên qua thế giới, như một mũi kiếm sắc bén. Thiên hạ đều là địch, đất trời cô độc. Vốn nên cô độc, nhưng lại không hề cô độc. Bất kể là nơi nào, như thế nào, lão vốn là người độc hành. Vào một khoảnh khắc nào đó, lông mày của lão nhíu lại, tựa như mũi kiếm sắc bén, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khoảng trống. Thế giới này đang run rẩy vì đau đớn, lão chậm rãi giang hai tay ra. Không tiếng động, không còn nhìn thấy, nhưng giữa đất trời, bốn phương tám hướng, từng mảnh trở nên trong suốt. Tiểu thế giới đáng sợ như vậy, thế mà lại không ai điều khiển, cứ như vậy, từng chút một biến mất. Thị giác và thính giác của Lục Xương Hà khôi phục, chỉ thấy giữa đất trời, bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là Khương Vọng. Thiếu niên đội ngọc quan, tóc dài buông xõa, phong thái xuất trần, tựa như tiên nhân. Mỗi một Khương Vọng đều dẫm lên mây xanh, mỗi một Khương Vọng đều như tia chớp xé toạc màn đêm. Bốn phương tám hướng, ngàn vạn thân ảnh, chạy tán loạn. Ai mới là chân thân? Đây đương nhiên là câu hỏi đầu tiên, không có chân thân. Đây là đáp án mà Lục Xương Hà ngộ ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng là đáp án khiến lão kinh ngạc. Lão cho rằng thị giác và thính giác của mình đã khôi phục, kỳ thực vẫn còn bị bóp méo. Cho nên lão dùng một sợi kiếm khí quấn quanh đầu ngón tay, chém vỡ sự vặn vẹo kia. Kiếm nhãn thấu trời suốt đất, nhìn thấu tất cả mọi thứ, lúc này mới chân chính nhìn thấy thân ảnh như cầu vồng của Khương Vọng. Không ngờ lại ở tận cùng của tầm mắt, Lục Xương Hà không hề nhúc nhích, nhưng trong cơ thể lại vang lên tiếng kiếm gào thét kinh khủng. Đây là âm thanh có thể xuyên thủng màng nhĩ, chém giết dũng khí. Thân hình lão lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một vết nứt màu đen, đó là không gian bị dư ba xé rách.
Ngay sau đó, Lục Xương Hà đuổi kịp Khương Vọng. Thân pháp vô song trên đời cũng không thể nào thoát khỏi kiếm của chân nhân đỉnh phong đương thời. Nhưng Khương Vọng không tiếp tục chạy trốn nữa, hắn xoay người lại, rút kiếm nhìn Lục Xương Hà. Khoảng cách giữa hai vị chân nhân chỉ còn chưa đến trăm trượng, gần như có thể xem là không có khoảng cách. Nhưng Lục Xương Hà lại không tiến lên nữa, bởi vì Khương Vọng đang dẫm lên tinh nguyệt nguyên, trên người có ánh sao bao phủ. Chẳng phải ngươi nói hôm nay ngươi và ta chỉ có một người được sống sao? Lục Xương Hà hỏi. Giữa đất trời như có một đường phân chia vô hình, hai người đứng ở hai bên. Khương Vọng nói, ngươi bước qua đây sẽ biết ta có lừa ngươi hay không? Rất tốt. Lục Xương Hà nói, trốn chạy là một kỹ năng rất quan trọng, nó quyết định ngươi có thể đi được bao xa. Mọi thiên phú đều phải sống sót mới có thể phát huy tác dụng. Ngươi không nên muốn giết ta. Khương Vọng nói, ngươi sẽ trở thành kẻ địch của ta. Nếu như vậy có thể khiến ngươi dốc toàn lực giết ta, ta rất nguyện ý. Lục Xương Hà nói, ta cho ngươi cơ hội giết ta. Khương Vọng nhìn lão, vừa rồi ngươi cũng không thật lòng muốn giữ ta lại. Tại sao? Ngươi cũng chưa sử dụng toàn lực. Lục Xương Hà thản nhiên nói, ta chờ ngươi, không chỉ là chờ tu vi của ngươi, mà còn chờ ngươi chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi đã là chân nhân, có thể chuẩn bị cho trận chiến kia rồi. Nhanh chóng leo lên động chân đỉnh phong, kẻ địch của ngươi đã đứng trên đỉnh núi chờ ngươi rất nhiều năm rồi. Ta leo núi không phải vì ngươi, ngươi muốn quyết đấu thì quyết đấu, cũng chẳng hỏi xem ta có đồng ý hay không. Khương Vọng hỏi, không liên quan đến việc ngươi có đồng ý hay không. Ngươi đã giết Dịch Thắng Phong, đó chính là nhân quả của ngươi. Thất Sát Tinh đã ràng buộc mệnh cách của ngươi và ta vào nhau. Lục Xương Hà nói, chờ ngươi đến cuối con đường động chân, ngươi sẽ phát hiện phía trước không còn đường nào khác. Không giết ta, ngươi không thể nào tiến thêm một bước. Khương Vọng phủi phủi vạt áo, nhưng ánh sao trên người vẫn không hề biến mất, ngươi cũng không hỏi xem bằng hữu của ta có đồng ý hay không. Lục Xương Hà không trả lời, xoay người rời đi, giọng nói còn vương vấn, chờ ngươi đạt đến cực hạn động chân, hãy đến tìm ta, hoặc là ta sẽ tự mình đến tìm ngươi. Nếu ta không đi đâu thì sao? Khương Vọng hỏi. Thân ảnh của Lục Xương Hà đã biến mất, chỉ để lại câu nói cuối cùng, như tia sáng nơi chân trời, như ngọn gió thoảng qua, không chút cảm xúc. Vậy thì xem như ta đã nhìn lầm người, ngươi đối với ta, không còn chút ý nghĩa nào nữa. Khương Vọng khịt mũi coi thường, ai thèm quan tâm. Nhưng sau một lát, hắn lại nói, năm đó ta không kịp trả lời ngươi, bây giờ chỉ còn lại một mình ta đối mặt với vấn đề của ngươi. Hắn dừng lại một chút, Lục Xương Hà, như ngươi mong muốn. Các bạn vừa nghe xong tập 270 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.